liên tục những các cái kỹ thuật mới. Bây giờ trong số chúng ta có thể là một số ít bạn làm chuyên sâu về tim mạch can thiệp đi học thì chúng ta biết được là dự trữ động, dòng chảy động mạch vành là gì, FFA là gì, vân vân để chúng ta biết, nhưng mà có thể những các bạn khác thì cũng chưa nắm được vấn đề như vậy. Thì cái mục tiêu chúng tôi hôm nay là cái phần 1 của chúng tôi muốn như vậy. Thì trước khi đi vào phần 1 thì cũng xin phép là cũng thay mặt Viện Tim Mạch và Bộ Môn Tim Mạch, chúng tôi rất là cảm ơn các bạn bên Serve, các bạn cũng đã là đồng hành với chúng ta qua rất nhiều các cái chuỗi hoạt động khoa học, không chỉ riêng của ngành, nghĩa là của Hội Tim Mạch, của Viện Tim Mạch, mà các bạn là cũng còn giúp cho chúng ta trong cái công việc đào tạo như thế này, thì chúng tôi nghĩ là rất là đáng trân trọng và quý báu. Thì chúng ta xin cho một tràng vỗ tay để cảm ơn các bạn các bên, và xin cảm ơn các bạn. Nhưng tôi cũng nói trước là trong nội dung của tất cả những bài ngày hôm nay về mặt khoa học là không có ảnh hưởng của cái vấn đề tài trợ. Còn tài trợ sẽ là có một cái phần nói riêng thôi, một cái slide tài trợ tôi cũng sẽ nói luôn, đây là cái slide là tài trợ, còn tất cả những khác là hoàn toàn không liên quan gì đến vấn đề tài trợ. Đây là hội nghị, là một cái buổi đào tạo và bắt buộc phải, đây là vấn đề đào tạo về mặt khoa học, thì chúng tôi xin phép như vậy. Thì bài chúng ta hôm nay sẽ có 3 phần. Tôi sẽ nói về một số cái vấn đề sinh lý của hệ động mạch vành để các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm. Sau đó thầy Phong sẽ nói về cái chẩn đoán của động mạch vành ổn định, và cuối cùng là thầy Quang sẽ nói về các cái bước tiếp cận điều trị bệnh lý động mạch vành. Thì sẽ xong như vậy. Xen kẽ những cái bài như vậy thì chúng tôi sẽ có những câu hỏi này, câu hỏi kiểm tra. Tôi nói trước là cho nên các bạn chuyên khoa 2 thì không phải kiểm tra, nhưng mà lần sau sẽ phải kiểm tra khi mà chúng tôi sẽ cái cua tới là sẽ phải kiểm tra. Còn các bạn nội trú và cao học thì bắt buộc chúng ta phải có cái keypad để chúng ta kiểm tra. Kiểm tra sẽ lọc ra được hai đối tượng là gì? Một là chúng ta phải pass qua cái kỳ thi này, nếu ai dưới 50% câu hỏi không đạt được yêu cầu thì chúng ta sẽ phải thi lại. Đấy là nói rất rõ để chúng ta chưa đạt được điểm. Hai là chọn ra trong những người đỗ, nghĩa là trong những người đỗ này thì chúng ta sẽ là chọn được 3 người là xuất sắc nhất theo thứ tự 1, 2, 3 để chúng ta sẽ nhận được phần thưởng của, và phần thưởng này là cũng của Viện Tim Mạch và Môn Tim Mạch và chúng tôi đã cung cấp cho các bạn. Đây là do đó là nghĩa vụ. Thế còn ai mà không làm trong số này, chúng tôi không thiếu ai không làm, thì chúng ta sẽ có buổi thi lại, không có vấn đề gì cả. Thế là chúng ta hoàn toàn là chúng ta có làm ra, cho nên là nếu ai đến trước thì chúng ta giành quyền lấy được trước cái keypad này. Chúng tôi cũng rất xin lỗi là vì chưa đủ cái keypad, đợt tới thì chúng tôi sẽ gài được trên internet và chúng ta sẽ qua cái app trên cái trên tất cả các cái điện thoại để chúng ta có thể làm được. Đấy, thì chúng tôi cũng xin thông báo như vậy. Vâng. Thì trước khi đi vào cái đó thì chúng tôi cũng xin là phổ biến anh Linh nhỉ, phổ biến là cái khi mà chúng tôi đưa ra cái câu hỏi thì khi chúng tôi nói bắt đầu thì chúng ta sẽ lựa chọn cái phương án ABCD và chúng ta select, và trong trường hợp mà chúng ta không lựa chọn thì chúng ta bấm vào chữ C là cancel, chúng ta lựa chọn cái khác. Thì khi chúng ta bấm yes và chúng ta đã chọn cái đấy rồi thì cái tiêu chí đánh giá là dựa trên là gì? Một là phải đúng đã, nhưng hai trong số đúng nó cùng đúng như nhau thì thằng nào mà đúng trước, nghĩa là thằng nào trả lời nhanh trước thì thằng đấy sẽ được ghi nhận. Để chúng tôi nói rất rõ là như vậy, và để chúng ta hiểu được cái vấn đề, để chúng ta làm nó hết sức là công khai, minh bạch và cũng phải công bằng để các bạn cũng hiểu như vậy. Thế thì tôi xin phép là mở đầu rông dài như vậy thôi và chúng ta sẽ bắt đầu. Vâng, bây giờ xin phép cho chúng ta bắt đầu vào cái bài đầu tiên, tôi xin phép trình bày. Vâng, rất là tốt. Đây là câu hỏi 1. Khi nào chúng tôi không bắt đầu được có 15 giây thôi nhé. Hệ động mạch vành chúng ta nhìn thấy trên hình ảnh chụp động mạch vành qua da chiếm bao nhiêu phần trăm của hệ động mạch vành? Một là nhỏ hơn 10%, hai là từ 10 đến 20, ba là từ 20, từ trên 20 đấy đến 30, và bốn là trên 30%. Bây giờ chúng ta xin phép bắt đầu. Tuyệt đối không được trao đổi, vì trao đổi là phạm quy, chúng ta thi cử như thế là không được. Vâng. Như vậy là chúng ta sẽ có 41% là C, 35% là D. Và đáp án của chúng ta thì chúng ta sẽ xem xong, chúng ta sẽ tự trả lời qua cái bài. Câu hỏi 2 là áp lực trên hệ động mạch vành của chúng ta theo thứ tự từ động mạch lớn, nghĩa là cái động mạch thượng tâm mạc, đến cái động mạch nhỏ là tiểu động mạch, và cuối cùng hệ thống mao mạch, là giảm dần, hai là không B không thay đổi, C là tăng dần, D là nó lại tăng lên rồi lại giảm. Thì xin cho đáp án lựa chọn. Xin mời bắt đầu. Chúng ta nhìn trên kia kìa,
bạn nào không trả lời kịp thì là bạn đấy cũng không hoàn thành đâu, là chúng ta phải thi lại đấy, có nghĩa là được không điểm ở cái phần đấy. Và như vậy là chúng ta 73% chúng ta là sẽ giảm dần. Câu hỏi 3, để đánh giá chức năng tuần hoàn của hệ mao mạch vành, hệ mao mạch nhé, nên tôi nói là hệ tuần hoàn của hệ mao mạch vành thì tốt nhất nên sử dụng phương pháp mà một là chụp động mạch vành để tính TIMI hoặc TMP, B là đo FFA, C là đo CFA và D là đo sức cản động mạch vành. Thì xin bắt đầu. Và câu hỏi 3, C là đo CFA và D là 10% là đo sức cản động mạch vành, B là đo FFA. Câu hỏi 4, phát biểu nào sau đây là đúng nhất dựa trên các nghiên cứu? Cái này thằng nào mà đọc rồi thì mới trả lời được, không thì không đọc được, không trả lời đâu. Là 50% bệnh nhân nam giới 60-70 tuổi có đau thắt ngực điển hình khi chụp động mạch vành có hẹp đáng kể. Câu B thì cũng nội dung như thế, như là khoảng 60%, câu C là khoảng 70% và câu D là khoảng 80%. Đã hiểu chưa ạ? Nếu hiểu rồi chúng ta cho bắt đầu. Xin phép bắt đầu. Vâng. Chúng ta có B là 43% và tiếp tục mà. Chúng ta sẽ có đáp án ngay sau khi phần tôi trình bày, chúng ta trả lời xem chúng ta đúng hay sai thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là ít bạn kiếm được ống nghe lắm, nếu mà như theo cái này rất là rất ít bạn, bởi vì đầu tiên phải đỗ đã, xong đỗ mới tính thằng nào cao nhất thì mới được. Đấy. Tiếp tục câu hỏi cuối cùng là chọn phương án chính xác xác nhất ở bệnh nhân có hẹp nặng động mạch vành sau đó được can thiệp thì có tới 50% có khả năng là tăng cái trở kháng ngoại vi, nghĩa là của hệ mao mạch ấy, trước khi can thiệp. Nhưng khi chúng ta nong được cái động mạch vành đấy ra thì cái trở kháng đấy nó giữ nguyên hoặc là giảm đi hoặc thay đổi như thế nào, thì nó có những đáp án như này là có câu hỏi như này là 50% trước, 50% có tăng trở kháng, sau can thiệp có giảm nhưng vẫn tồn tại mức độ nhất định. Câu mức đáp án C là có 50% tăng trở kháng mạch trước can thiệp và phục hồi bình thường sau khi can thiệp nếu chúng ta can thiệp được hoàn hảo. Và câu D là hầu hết thì có tăng trở kháng vi mạch trước can thiệp và có giảm nhưng vẫn tồn tại một mức độ nhất định sau can thiệp. Các bạn đã hiểu chưa? Hiểu rồi thì bắt đầu. Vâng. Vâng. Dạ. D và B, và không ai chọn A mà cũng không ai chọn C. Rất tiếc câu này tôi phải tiết lộ ra án luôn là đáp án đúng là A, nên ra là không phải là đúng. Còn các cái khác thì kệ, không hả? Cái này tôi phải tiết lộ luôn. Thế thì hệ thống động mạch vành của chúng ta như thế nào? Đây là hình ảnh rất rõ là gồm có cái động mạch vành ở ngoại biên của chúng ta. Chúng ta gọi là epicardial artery, nghĩa là động mạch vành nó phải bo trên mặt quả tim thì gọi là mạch vành. Chứ nếu mà nó bò xuống dưới quả tim mỗi lần cơ nó bóp vào thì chết toi mất, nên do tên đó gọi là coronary, nghĩa là cái mạch vành mà các thầy dịch ra là mạch vành thì chúng ta hiểu như thế. Xong sau đó nó đến cái mạch nhỏ, sau đó đến cái tiểu động mạch vừa, tiểu động mạch nhỏ, hệ thống bao mạch, và nó sẽ trao đổi sang bên phần ven. Thì đây chúng ta sẽ có những các cái hệ thống động mạch vành ta như sau. Thứ nhất là những cái động mạch vành thì tùy từng tác giả, như đây là một cái quyển sách về sinh lý thì nó nói là từ 400 micromet trở lên thì chúng ta gọi là hệ mạch vành lớn hay là mạch vành epicardial, có nghĩa là dưới nửa ly đấy. Thì thực tế là như thế này, thì thực ra là có cái sách là 500 thôi thì, nhưng mà thôi thì theo cái này thôi. Từ nhỏ hơn 400 thì gọi là động mạch nhỏ. Tiểu động mạch là nhỏ hơn 100 micromet và hệ thống mao mạch là nhỏ hơn 10 micromet. Thế thì chúng ta sẽ có ngay câu trả lời của cái phần 1 đây này. Thì chúng ta thấy là phần trên 500 micromet thì người ta gọi là hệ động mạch vành dẫn, có nghĩa là cái động mạch vành dẫn. Còn dưới 500 micromet thì người ta gọi là cái giường mao mạch. Thì chúng ta có thể chia làm hai cái khu vực như vậy để chúng ta có thể hiểu. Nhưng cái thực tế thì như chúng tôi đã nói ở trên thì rất là rõ.
Thế thì động mạch vành của chúng ta nó phải nằm trên cái mặt của quả tim, thì nó như một cái vành để nó đâm các cái nhánh xuống nuôi quả tim. Và chúng ta thấy là gì? Cái mạch động mạch vành nó cũng trên bề mặt quả tim, nó cũng giống như các cái gọi là mạch thượng tâm mạch, cũng giống mạch động mạch khác, nó gồm có mấy lớp, áo trong, áo giữa, áo ngoài, thì các bạn hiểu rồi thì tôi không nhắc lại phần này nữa, nhưng chúng ta phải hiểu một cái vấn đề để chúng ta liên quan đến như này, là tim của chúng ta đa số là nuôi dưỡng ở thời kỳ tâm trương chứ không phải là thời kỳ tâm thu. Bởi vì thời kỳ tâm thu, những cái mạch mà nó đâm vào trong cái cơ tim thì nó bị bóp chặt hết rồi, trong thời kỳ tâm trương thì nó sẽ giãn ra. Thì cũng rất may của chúng ta là thời kỳ tâm trương là máu nó sẽ tràn vào trong cái động mạch vành của chúng ta để nó nuôi tưới vào quả tim. Thế thì chúng ta cũng đây, chúng ta thấy là thời kỳ giữa tâm thu, tâm trương, nó bóp vào một phát thì mạch nó bóp vào thì nó sẽ bẹp rúm vào đấy, tâm trương nó lại nở ra như vậy. Thì đây là một cái hình để mô phỏng cái tưới máu cơ tim của động mạch vành về mặt sinh lý để chúng ta nuôi dưỡng, chúng ta hiểu được như vậy. Thế còn do đó chúng ta giải thích được tại sao cái cầu cơ động mạch vành là khi động mạch vành của chúng ta không may cái epicardium, nghĩa là cái động mạch vành thượng tâm mạc lại chui xuống một cái giải sơ giải cơ, thì thời kỳ tâm thu nó mới bóp vào, thời kỳ tâm trương lại nở ra. Thì cũng may mắn cho chúng ta là đa số máu nó nuôi vào thời kỳ tâm trương, do cho nên những cái bệnh nhân đấy nó có thể gây một chút thiếu máu mấy chục phần trăm thôi, nhưng nó làm cho cái tốc độ dòng chảy nó thay đổi và cái lực nó áp lên cái phía trước của cái mạch máu đấy nó bị ảnh hưởng, dẫn tới rất bị sơ vữa hay bị sơ vữa phía trước của cái cầu cơ động mạch vành. Và cho nên là bệnh nhân người ta sẽ hỏi cho các bạn là thế tôi cầu cơ làm sao, lại thấy trên cầu cơ nó bảo là ủ trong cái lúc tâm thu nó hẹp tới 80%, thì chúng ta rất hoảng sợ. Nhưng thực ra chúng ta phải giải thích, cái này không sợ, đến lúc tâm trường lại giãn ra và máu nó sẽ tràn vào, cũng không sợ. Nó khó gây đau một chút thì chúng ta sẽ chỉ cần là một số các cái thuốc điều trị thì sẽ giải quyết cơn đau, chứ còn chúng ta đặt stent và nong hoặc là cầu nối động mạch vành thì nó đều không giải quyết được gì. Trừ trường hợp cái cầu cơ đấy gây ra sơ vữa phía trước và nó gây ra hẹp kèm theo cầu cơ, thì đấy là một vấn đề khác hoàn toàn để chúng ta cần phải điều trị. Thế cái hệ thống mong mạch cơ tim thì chúng ta là một hệ thống rất là phong phú, bởi vì quả tim của chúng ta nó đập, mà chúng ta biết là cái lượng máu để tưới cho quả tim là cần thiết, kể cả lúc nghỉ nó cũng gấp 15 lần cái lúc bắp cơ đùi của chúng ta đang chạy gắng sức, đang chạy marathon đấy. Và cái hệ thống của mao mạch thì nó tiếp xúc trực tiếp với cái cơ tim, và chúng ta thấy đây là một cái hình để nó nói cho chúng ta là nó phong phú và lằng nhằng như thế này, với những các cái kích thước của nó và cái độ dài của nó chỉ vài chục micromet, thì là có một cái hệ thống mao mạch hết sức phong phú. Và nó cũng trả lời cho chúng ta ngay câu hỏi đầu tiên, thì cái đáp án chúng ta rất là rõ rồi. Cái mà chúng ta nhìn thấy trên cái việc của chúng ta chụp động mạch vành chỉ chiếm khoảng 5% mà thôi. Tôi thấy là các bạn thì chúng ta như vậy. Đây này, cái mà thực tế cái hệ thống mạch vành của chúng ta trong cơ thể chúng ta nó chiếm một cái phần khủng khiếp như thế này về mặt khối lượng. Đấy, cái mà chúng ta cứ tưởng chúng ta biết rồi nhưng mà nó không, hoàn toàn không biết đâu. Tôi nghĩ là hơn một nửa chúng ta trả lời sai đúng không ạ? Và 70% chắc chắn trả lời sai. Đây là câu trả lời cho cái câu thứ hai của chúng ta, rất đơn giản thôi, là để nuôi dưỡng quả tim thì nó duy trì một cái áp lực từ đầu đến cuối của cái động mạch vành giống nhau, từ cái mạch chủ đây vào động mạch vành đến tận cái này thì cái áp lực của nó là duy trì giống nhau. Nhưng vì nó có hệ thống mao mạch, vì có cái sự cản trở và vì đường kính nó sẽ hẹp dần, do đó cho nên là cái dòng chảy ở phía xa thì nó cái lưu lượng dòng chảy nó sẽ ít đi rất là nhiều, nhưng lưu lượng dòng chảy phía đầu rất lớn nhưng phía xa rất nhiều, nhưng cái áp lực là nó phải bằng nhau. Thế do cho nên là bạn nào trả lời là giảm dần, tôi thấy mấy chục phần trăm thì cũng xa hết cả rồi, nên là chúng ta cũng không nắm được cái vấn đề như vậy. Ở đây là cái biểu đồ nó nói rất rõ của chúng ta là gì, là máu nó sẽ chảy, nó duy trì một cái áp lực từ đầu đến cuối, và do đó cho nên là cái áp lực thì nó sẽ duy trì không xa từ đầu đến cuối, nhưng vì cái đường kính nó nhỏ dần, đâm ra là cái dòng chảy nó cũng sẽ nhỏ dần và sức cản ở phía cuối nó sẽ tăng dần lên, do đó cho nên cái lưu lượng dòng chảy nó giảm dần. Cũng nhờ ứng dụng cái này mà chúng ta hiểu được cái sinh lý này để chúng ta đo được là cái gì? Chúng ta mới đo được là cái áp lực ở đầu xa của động mạch vành và áp lực ở đầu gần động mạch vành. Nếu nó có hẹp thì nó sẽ chênh lệch cái áp lực giữa đầu gần đầu ra, nó liên quan đến mức hẹp. Và nếu mà chúng ta dùng một cái thuốc gì đó chúng ta làm toàn bộ hệ mao mạch nó bung ra, nó bằng không, có nghĩa là không còn sức cảm nữa, thì chênh lệch áp lực giữa đầu xa và đầu gần nó tương đương với cái lưu lượng chảy qua cái chỗ hẹp đó, và từ đó chúng ta tính được gì, phân số dự trữ lưu lượng động mạch vành. Còn nói thật, phương pháp để đo được cái lưu lượng động mạch vành nó chảy qua đấy thì rất khó khăn, nó phải dùng đến những cái phương pháp pha loãng nhiệt vân vân, nó chỉ dùng trong thực nghiệm được thôi, để chọc một cái ống vào đấy về để đo, chứ còn trong thực tế chúng ta không thể đo được như vậy, mà người ta
do cái việc triệt tiêu được cái sức cảm đấy đi thì người ta có thể tính được là cái đây là phân số dự trữ lưu lượng dòng chảy động mạch vành nó tương ứng với mức độ hẹp, và nhờ những cái hiểu biết này chúng ta mới hiểu được ứng dụng như vậy. Thế nhưng tuần hoàn vành nó không đơn giản như chúng ta nghĩ, nó không chỉ là như một cái ống nước để chảy từ đầu đến cuối, nó chịu ảnh hưởng của rất nhiều các yếu tố khác, từ những các cái yếu tố về các cái chất hóa sinh học thần kinh, rồi các cái yếu tố về nội mạc để nó dẫn tới là cái tuần hoàn vành của chúng ta nó được điều khiển. Ví dụ nó co quá thì nó làm cho ảnh hưởng đến dòng chảy, cái nội mạc nó bị tổn thương nó cũng ảnh hưởng đến dòng chảy, sự giãn ra quá mức nó ảnh hưởng dòng chảy, và đặc biệt một số chuyển hóa một số chất quá mức nó cũng ảnh hưởng đến dòng chảy. Cũng từ đó chúng ta mới hiểu được rằng là cái thuốc nó sẽ tác động ở cái vị trí nào là nó sẽ tác động được vị trí là tốt. Tôi lấy ví dụ ở đây thì chúng ta thấy là đối với một cái mạch vành bình thường thì cái nội mạc nó đóng vai trò rất quan trọng trong cái việc mà chúng ta giữ được cái mạch nó giãn ra thông qua cái hệ thống nitric oxit ở cái tế bào nội mạc của mạch máu nó đã tiết ra rất là nhiều để giữ bình thường. Thì tuy nhiên không may mà nó bị ảnh hưởng, nó không có cái tế bào nội mạc nó bị rối loạn hay là rối loạn chức năng nội mạc mà cái nitric oxit không được tiết ra nhiều và nó không gây ra được cái GMP vòng, và như vậy nó sẽ gây ra là co thắt mạch và mạch sẽ bị co thắt trong trường hợp như vậy. Thế thì bây giờ vấn đề chúng ta đặt rất rõ là cái gì giãn được cái gì? Thì chúng ta thấy là ở cái động mạch vành lớn ở gọi là epicardial đấy thì nó nitrat nó chỉ có tác động lên được cái NO, do cho nên nó chỉ giãn được cái hệ động mạch lớn. Còn những cái tiểu động mạch này thì hầu như là cái nitrat lại không có tác dụng, mà khi đó cần dùng đến một cái chất gọi là chất adenosine, và cái trung gian đấy thì có thể giãn được và mở được cái hệ thống mao mạch ra. Và từ đó làm sao chúng ta hiểu được là khi chúng ta thăm dò đo FFA để chúng ta muốn triệt tiêu cái hệ thống sức cản của mao mạch thì chúng ta phải dùng adenosine để chúng ta tiêm vào để chúng ta có thể làm giãn ra được như vậy. Ở đây là các yếu tố điều hòa đến tự động trương lực động mạch vành, thì chúng ta có là các yếu tố hormone thể dịch, các yếu tố về vật lý, các yếu tố về chuyển hóa, xin lỗi, và các yếu tố về các cái nội mạc và những các cái yếu tố khác. Thì đấy để chúng ta hiểu nôm na như vậy. Các bạn về các bạn phải đọc, các bạn nghiên cứu thôi, chúng tôi chỉ đưa ra để chúng tôi trả lời đáp án để kiếm điểm của các bạn, và các bạn kiếm cái thi của chúng ta thôi để chúng ta hiểu được cái cơ sở như vậy. Vấn đề số 2 là nhờ hiểu biết được cái sinh lý dòng chảy động mạch vành như thế thì chúng ta mới có những phương pháp gì để chúng ta thăm dò được cái dòng chảy của tuần hoàn động mạch vành. Đấy là những cái câu trả lời rất quan trọng ứng dụng trong thời gian gần đây. Để chúng ta thấy là gì, nếu mà để thăm dò được cái dòng chảy động mạch vành từ cái hệ thống mạch vành dẫn đến cái hệ thống gọi là giường mao mạch động mạch vành, thì cái đo gọi là phân số dự trữ lưu lượng dòng chảy động mạch vành gọi là FFA, viết tắt từ fractional flow reserve, ở đây thì chúng ta chỉ đo được cái phần của gì hẹp cái dự trữ dòng chảy động mạch vành ở trên bề mặt mà thôi. Còn để mà đo được cả toàn bộ cái hệ thống này đến cái hệ thống giường mạch, người ta có một cái là CFA, là phân số dự trữ lưu lượng động mạch vành. Thì cái này nó lại phải dùng đến những cái phương pháp rất phức tạp, đó là cái Doppler ở trong dòng mạch chảy hoặc là một cái phương pháp khác. Còn một cái nữa mà để chúng ta đo được cái EMA, có nghĩa là cái hệ số sức cản vi mạch vành, đây là một cái hệ số rất quan trọng để nó nói lên, để đánh giá được cái tổn thương của cái vi mạch vành là cái gì, thì chúng ta phải đo được cái này. Thì đấy chính là cái câu trả lời chúng ta cũng đã có sẵn rồi, thì chúng tôi cũng thấy là các bạn trả lời cũng chưa chính xác lắm, bởi vì chúng ta cũng chưa đọc đến đây, đúng không ạ? Thì đấy chúng ta có những cách. Thế đây là cái cách của chúng ta làm là gì? Đánh giá xâm lấn dòng chảy mạch vành thì chúng ta đưa một cái dây dẫn. Ở đây cái dây dẫn, cái đầu dây dẫn này nó có một cái cảm biến áp lực. Chúng ta đưa ra đầu xa, còn một cái đầu gần nối với ống thông thì chúng ta sẽ đo được cái áp lực đầu xa, đầu gần. Nếu bình thường mà nó không có cái hẹp gì cả thì nó chả có vấn đề gì cả. Thì nó đầu xa, đầu gần nó bằng nhau, vì trên nguyên lý là áp lực nó sẽ thông nhau từ đầu đến cuối. Và còn một cái ứng dụng nữa, người ta dùng cái hiệu ứng Doppler. Thì chúng ta thấy là một cái đầu dò dây dẫn nó gắn một cái đầu dò Doppler để nó tính được cái toán được cái dòng chảy ở cái động mạch vành đó. Và khi người ta sẽ tiêm các cái thuốc để giãn toàn bộ cái hệ thống mao mạch ra thì người ta có thể tính toán được cái dự trữ gọi là CFA của cái dòng chảy động mạch vành đó để chúng ta tính. Đây ví dụ như là để chúng ta tính là coronary flow reserve, thì trong cái tình trạng người ta hyperemia, có nghĩa là nó để làm cho tiêm nó giãn được toàn bộ hệ thống mạch ra, thì nếu mà có hẹp động mạch vành chẳng hạn thì chúng ta thấy là cái lưu lượng dòng chảy ở cái lúc dựa trên hiệu Doppler nó tính được cái lúc mà nó giãn hết, chia cho cái lưu lượng dòng chảy lúc baseline, có nghĩa là lúc mà nó chưa giãn hết, thì khi đó thì chúng ta mới tính được cả cái gọi là dự trữ dòng chảy mạch vành. Thế nhưng cái này thì hiện nay thì cũng ít ứng dụng trong lâm sàng, bởi vì là nó khá là phức tạp, đất đỏ, và cái
cái FFA kia chúng ta làm nó đơn giản hơn đấy. Còn để đánh giá sức cản động mạch vành dựa trên nguyên lý áp lực giảm theo dần theo dòng chảy thì người ta sẽ nói phải dùng cái như thế này, thì người ta sẽ thấy là gì, khi mà nó bị hẹp động mạch vành thì cái lực áp lực nó sẽ giảm dần theo cái dòng chảy như vậy và đến cái động mạch ngoài biên ở đây, và đặc biệt là cái lưu lượng, kể cả không có hẹp nhưng mà cái lưu lượng nó sẽ bị giảm dần vì cái sức cản ngoại biên nó sẽ rất là lớn. Do cho nên là để như vậy người ta sẽ đo được là trong cái tình trạng mà hyperemic, có nghĩa là chúng ta tiêm nó giãn toàn bộ cái hệ thống động mạch vành vào, thì chúng ta sẽ đo được là áp lực của dòng xa và cái vận tốc của dòng chảy đằng xa, sau đó là chúng ta dùng cái chỉ số là dùng cái áp lực của đằng xa chia cho 1 trên cái thời gian mà cái vận tốc nó vận chuyển từ đây đến đây, nghĩa là thời gian vận chuyển đến đây. Thế thì làm sao đo được cái thời gian tốc độ vận chuyển trên đây? Khó lắm. Nên ra là người ta lại áp dụng cái phương pháp ngày xưa, giống như cái phương pháp người ta đo cái khung lượng tim, người ta gọi là đo cái mức độ pha loãng nhiệt, thì nó có một cái dây dẫn đầu dò áp lực đằng xa, cái một cái ống sông nhỏ đằng gần nó mới bơm một phát là cái làm lạnh, và nó sẽ đo cảm biến được cái nhiệt độ ở cái đầu gần, đo cảm biến được nhiệt độ đầu xa, thì nó thấy rằng là sau một số giây nhất định thì nó mới thấy là cái đầu xa cái nhiệt độ nó mới giảm xuống, thì người ta tính từ đó, người ta tính được cái vận tốc của cái dòng máu đấy, xong rồi người ta lấy cái chênh lệch áp lực đầu xa đầu gần, người ta chia cho cái chuyện đó, thì cuối cùng chúng ta mới tính được là cái hệ số sức cản của động mạch vành ở cái tình trạng mà chúng ta tiêm adenosine. Nói cái này thì để tôi muốn diễn giải một cách dễ hiểu nhất để các bạn hiểu được là nhờ muốn tính được một cái sức cản thì chúng ta phải tính được dựa trên là cái lưu lượng nó chảy qua chỗ đó cộng với cái số 2 là gì, cộng thêm với cái thời gian nó di chuyển được từ A đến B, vì chúng ta mới có thể chia ra để chúng ta tính được là cái sức cản đằng xa nó nhiều hay ít để ảnh hưởng như vậy. Thì đây là hoàn toàn những cái ứng dụng cái sinh lý, để hiểu biết sinh lý để chúng ta có thể ứng dụng trong cái thực hành thường ngày của chúng ta. Và hiện nay chúng ta đã có một cái phương tiện mà chúng ta thường hay dùng nhất, đó là phương tiện đo phân suất dự trữ lưu lượng dòng chảy động mạch vành, viết tắt gọi là pressure flow reserve, hay chúng ta đặt là FFA. Thì chúng ta cũng dựa trên nguyên lý là gì, áp lực duy trì giống nhau theo suốt cây động mạch vành nhưng sức trở kháng nó khác nhau và cung lượng nó khác nhau. Thì một khi chúng ta nó bị hẹp như vậy thì chúng ta sẽ đưa một cái đầu dây áp lực chúng ta ra đầu xa, thì gọi là áp lực ở PD gọi là pressure distance ở đằng xa, còn PA là ở phía động mạch chủ. Thì nếu áp lực của nhất quán suốt chiều dài trở kháng thì sẽ bằng là gì, cái chênh lệch áp lực này chia cho cái lưu lượng, nhưng cái lưu lượng chúng ta không thể tính được đâu, không dễ dàng đâu. Thì lưu lượng thì bằng lại là cái chênh lệch cái áp lực này chia cho cái trở kháng, thì FFA nó sẽ bằng lưu lượng qua chỗ hẹp trên lưu lượng dòng chảy không qua chỗ hẹp. Nhưng khi chúng ta triệt tiêu là gì, chúng ta sẽ tính bằng cái phép toán triệt tiêu là gì, QS trên QN, có nghĩa là cái lưu lượng dòng chảy qua chỗ hẹp trên cái lưu lượng, xin lỗi, dòng chảy không qua chỗ hẹp, thì chúng ta lại hoàn toàn có thể là triệt tiêu cái phần RS này, có nghĩa là cái và RN, khi mà chúng ta giãn toàn bộ cái động mạch vành ra bằng chúng ta tiêm adenosine, thì khi đó nó triệt tiêu hết đi hoàn toàn, và lúc đó thì chúng ta chỉ còn ước giảm được cái này, thì chúng ta sẽ ước giảm được là gì, cái FFA chính bằng là cái áp lực đầu xa chia cho cái áp lực đầu gần. Khi chúng ta coi PV, có nghĩa là sức cản của tĩnh mạch, coi như bằng không khi chúng ta tiêm adenosine. Để chúng ta hiểu được rằng là gì, nếu thực tế muốn tính FFA không đơn giản, không dễ đâu, nhưng vì nhờ những cái nguyên lý chúng ta hiểu biết là khi chúng ta triệt tiêu đi, chúng ta coi như cái PV này nó bằng không, thì chúng ta hoàn toàn FFA chỉ bằng PD trên PA mà thôi. Để chúng ta hiểu được là cái cách mà chúng ta tính được như vậy, chúng ta tính được gọi là phân suất dự trữ dòng chảy động mạch vành để áp dụng trong thực tế. Thì cái này nó đã nở rộ những năm vừa qua, nhờ cái đầu dò rất như thế, chúng ta tiêm một phát thì chúng ta tính được ngay FFA nó đo, và nhờ những cái nghiên cứu cập nhật, nghiên cứu PEM các cái thứ thì người ta đưa vào ứng dụng và coi đây là một trong những cái tiêu chuẩn để chúng ta đánh giá cái mức độ cản trở tới dòng chảy động mạch vành. Bởi vì trong trường hợp đó, khi chúng ta chụp động mạch vành thì chúng ta cũng chỉ biết được là phải hẹp về mặt giải phẫu, có trường hợp hẹp 70% nhưng mà chưa chắc đã cản trở dòng chảy, có trường hợp hẹp 50% cũng có thể cản trở dòng chảy. Câu hỏi thứ hai đặt ra là gì, cùng một cái mạch vành đấy, trên cùng một nhánh nếu có 2-3 chỗ hẹp thì chỗ nào là thủ phạm, thì chúng ta cũng phải nhờ cái đo này chúng ta rút lại. Hoặc là nhiều nhánh cùng bị hẹp thì nhánh nào là thủ phạm, nếu nó hẹp ngang ngang như nhau thì cũng phải nhờ cái này thì chúng ta mới có thể đo được. Thì đấy là hiểu biết để chúng ta ứng dụng. Còn FFA ngưỡng là bao nhiêu thì hiện nay người ta dùng là ngưỡng 0.8 để coi đấy là hẹp động mạch vành tổn thương có ý nghĩa. Thế nhưng bây giờ này, thế nhưng như này, tôi lại phân tích tiếp
là những cái thử nghiệm như vậy là chúng ta hiểu biết rồi, rất là hay rồi. Nhưng bây giờ cái vấn đề đặt ra là gì? Là có một cái góc nhìn khác, nó không giống như cái thông thường chúng ta nhìn. Nó kết hợp trên như trên. Thứ nhất là chúng ta đều nghĩ là hẹp động mạch vành là do chỉ là hẹp tắc cái động mạch thượng tâm mạc, hay nói cách khác là sơ vữa và hẹp. Thì cái này có đúng không? Rất là đúng, không sai thế nào cả. Vì đây là cái ống dẫn nó bị hẹp tắc thì rõ ràng là gây ra bệnh mạch vành, không sai thế nào cả. Nhưng nó không chỉ có câu chuyện là như vậy, chúng tôi phải nói rất rõ. Bởi vì nếu chúng ta chỉ nghĩ như vậy thì chúng ta thấy rằng là gì? Nếu như vậy thì ta giải quyết cái tắc nghẽn động mạch vành này là ta xong việc, không còn phải lo lắng gì nữa. Thực tế nhưng không đúng. Bởi vì trong cái nghiên cứu người ta thấy rằng là cái ngưỡng chẩn đoán thấp bệnh mạch vành trên trục động mạch vành theo chương trình là nó không được như chúng ta mong muốn. Và đây chính là một cái nghiên cứu nó chỉ ra là gì? Dựa trên cái khuyến cáo của Hội Tim mạch châu Âu từ xa xưa rồi, dựa trên tuổi, giới và các cái mức độ tính chất đau thắt ngực điển hình, thì trước khi làm một bệnh nhân chụp mạch vành người ta gọi là pre-test possibility, có nghĩa là cái khả năng bệnh nhân bị động mạch vành là bao nhiêu phần trăm. Tôi lấy ví dụ một cái trường hợp bệnh nhân bị động mạch vành ở đây, pre-test possibility ở đây là gì? Một cái ông từ 60 đến 69 tuổi của chúng ta ở đây, thì chúng ta ước tính là đau thắt ngực điển hình khả năng bệnh nhân này bị động mạch vành là khoảng 85 đến 90%, nhưng thực tế trong cái nghiên cứu này nó thấy chụp là chỉ có 50% cái trường hợp này là có hẹp động mạch vành đáng kể. Thì đây là chính là cái câu hỏi mà chúng tôi cũng đã hỏi chúng ta, là chúng ta đã trả lời đúng hay sai, chúng ta đã biết được, thì thằng nào phải đọc cái nghiên cứu này thì mới trả lời được, chứ còn không đọc thì chịu không trả lời được, nói thật như thế. Đó, cho nên là chúng ta phải đọc thôi, không có cách nào khác. Nhưng đây để ý nói là gì? Là có những trường hợp mà chúng ta ước tính nó hẹp nhiều thế, nhưng thực tế chỉ 50% nó hẹp. Ngược lại là gì? Có những cái trường hợp mà hoàn toàn không có triệu chứng. Ví dụ trên 70 tuổi hoàn toàn có triệu chứng, chỉ có nhiều tố nguy cơ mà có tới 40% là chụp lên lại có hẹp động mạch vành cái đáng kể. Để thấy là thực từ giữa thực tế và khuyến cáo nó có thể sẽ có sự thay đổi, và đấy cũng là sự cần thiết thay đổi như vậy. Thì hai ý tôi đã nói rồi, nhiều bệnh nhân đau thắt ngực mà không có tắc nghẽn động mạch vành, hay là không ít bệnh nhân thì có tắc nghẽn động mạch vành lại không có đau thắt ngực. Do vậy việc là nếu hiện tắc nghẽn mạch vành không phải nguyên nhân duy nhất của máu thiếu máu cục bộ, thì loại bỏ tắc nghẽn mạch vành chưa hoàn toàn là giải quyết được triệt để vấn đề. Chúng tôi nói rất rõ như vậy, chúng ta vẫn phải giải quyết. Ở đây nghiên cứu Caris đã nói rất rõ là việc chúng ta can thiệp vào mạch vành tối ưu cộng với điều trị nội khoa so với điều trị nội khoa tối ưu ngang nhau, không, cái việc can thiệp thêm vào mạch vành ở những bệnh nhân đau thắt ngực ổn định không cải thiện được cái tỷ lệ tử vong nếu bệnh nhân không có những nguy cơ cao. Và đặc biệt nghiên cứu FAME 2 mà chúng tôi đã nói ở trên, một nghiên cứu là ở đây chúng tôi muốn nhìn con mắt khác nhé. Còn cái con mắt mà theo nghiên cứu FAME kê trình bày thì đẹp mỹ mãn rồi, là gì? Sau khi là dùng cái nhóm mà bệnh nhân FFA dưới 0.8 thì chúng ta bắt đầu mang ra can thiệp, còn những cái nhóm, một nhóm nữa, một nhóm mang ra can thiệp, còn một nhóm thì chỉ điều trị nội khoa tối ưu, còn nhóm trên 0.8 coi như là cái nhóm chúng ta chỉ điều trị nội khoa tối ưu. Thì cái nhóm này nó thấy là gì? Cái nghiên cứu này nó thấy là nếu mà chúng ta thấy là theo cái cách diễn giả này thì nhóm mà điều trị nội khoa tối ưu đây ở cái nhóm mà điều trị nội khoa tối ưu mà cái FFA dưới 0.8 ấy, có vẻ như cái biến cố của bệnh lý động mạch vành nó cao hơn rất nhiều. Trong khi đó nếu chúng ta mang ra can thiệp thì chúng ta làm giảm thấp thậm chí bằng cái nhóm registry là cái nhóm mà trên 0.8 là không có chỉ định can thiệp thì nó như vậy. Thế thì tất cả ở đây mọi người đều thấy là rất là mỹ mãn vì sự khác biệt và theo dõi lâu dài, đây theo dõi tới tận 12 tháng chứ không phải là ít. Nhưng mà chúng ta đã có một cái số vấn đề như thế này khi mà phân tích dưới một cái con mắt gọi là thực tế hóa thì như sau. Nếu theo cái trình bày như vậy thì ở những cái bệnh nhân mà cái nhóm can thiệp, cái tỷ lệ mà phải tái thông động mạch vành lại trong cái tiêu chí chính ấy là có 14 bệnh nhân thôi. Và trong nhóm điều trị nội khoa tối ưu cái tỷ lệ mà tái thông động mạch vành là tận 86. Và khi phân tích tiếp là nhồi máu cơ tim, tử vong hoặc nhồi máu cơ tim ở trong cái nghiên cứu FAME 2 ở nhóm can thiệp động mạch vành là 15 và cái nhóm mà chúng ta điều trị nội khoa tối ưu là 17. Cái này không khác nhau lắm, không có chữ thống kê, nhưng rõ ràng là cái phải tái thông mạch vành có vẻ như ở cái mấy trăm ông đấy, 300 ông mà điều trị nội khoa tối ưu phải mang 86 ông ra can thiệp mạch vành, trong khi đó nhóm mà can thiệp động mạch vành thì có 14 ông can thiệp động mạch vành. Nhưng chúng ta đều quên mất một điều là gì? Thực tế là đã cái nhóm can thiệp mạch vành thì cả 447 ông đấy phải đè ra can thiệp rồi, xong sau đó lại thêm 14 ông nữa can thiệp thì tổng số cái nhóm này là phải can thiệp là 461.
Trong khi đó nhóm điều trị nội khoa tối ưu chỉ phải 86 ông đè ra can thiệp mạch vành mà không làm tăng tỷ lệ tử vong của người máu cơ tim. Đây là một cái góc nhìn khác để chúng ta đọc lại cái diễn dịch lại cái nghiên cứu FAME. Vì nghiên cứu FAME nó có một cái lạ là người ta gộp, tiêu chí gộp là cả tử vong cộng với phải tái can thiệp mạch vành. Và chúng ta chỉ tách ra mỗi cái chuyện là tái can thiệp mạch vành thì có vẻ rất là ít đấy, có 14 ông phải tái can thiệp mạch vành ạ. Nhưng mà không đếm là những ông đấy là bác sĩ đã chủ định đè ra can thiệp tới 440 mấy ông nhóm đấy đè ra can thiệp rồi. Thì để chúng ta thấy là khi đọc cái này thì chúng ta mới thấy là đọc bất kể một cái nghiên cứu nào chúng ta cũng phải xem xét nó kỹ lưỡng, từ phải xem xét cả từ phần đầu phần sau. Và nếu chúng ta chỉ bị dẫn dắt theo cái thiết kế nghiên cứu mà những cái vấn đề như vậy thì chúng ta thấy rằng là hoàn toàn có thể chưa xác thực. Sau đó có một nghiên cứu gần đây nhất là nghiên cứu Orbita năm 2018, thì người ta thấy rằng là kể cả sử dụng FFA hoặc là AFA để hướng dẫn can thiệp động mạch vành cũng không thấy cải thiện được tỷ lệ tử vong đáng kể, cũng như là cải thiện được cái triệu chứng đau ngực. Thì đây cũng là một cái lạ đấy. Tất nhiên là một cái nghiên cứu tổng hợp khác thì người ta thấy là cái FFA có vẻ như là cải thiện được. Ở đây chúng ta thấy rằng là gì, những cái ông này, ông ấy nói chuyện rất là hay, thì trong hai cái rạp chiếu phim thì một cái gọi là lời nói dối ngọt ngào thì bao giờ cũng đông người xem, còn cái sự thật phũ phàng bên kia thì vắng tanh. Và này ra mời chào chả ai xem, mà những lời nói dối ngọt ngào thì ai cũng xông mà xem. Thì đấy là câu chuyện về FFA. Thì đây là tôi, mặc dù tôi rất thích làm FFA nhưng mà tôi đã nhìn một con mắt khác. Tất nhiên chúng ta phải tỉnh táo nhé, ở đây phải hết sức tỉnh táo, là không nghĩa là nói này chúng ta phải bỏ FFA đi thì hoàn toàn không chính xác. Bởi vì chúng ta phải đặt vào cái tình, đấy là trong khi thiết kế nghiên cứu, và đây chúng ta phải đặt vào tình huống đã rồi, là chúng ta mang một bệnh nhân lên bàn, bệnh nhân đó hoàn toàn là có 2-3 thân động mạch vành, bệnh nhân đấy có nhiều tổn thương mạch vành trên cùng một nhánh. Bây giờ cái việc mà thiếu máu cơ tim là hết sức rõ ràng, có chỉ định can thiệp rồi. Câu hỏi chúng ta là có can thiệp mạch vành ở chỗ nào và nhánh nào. Cái vấn đề số 2 nữa là chúng ta thấy rất là những cái FFA gần đây có vai trò rất quan trọng ở những bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp mà có tổn thương những nhánh khác. Thế thì cái nhánh mà tổn thương nhồi máu cơ tim cấp ta can thiệp, thế những cái nhánh còn lại tổn thương thì có nên can thiệp hay không? Thì đấy là cái vai trò của FFA trong cái nghiên cứu Sweden và nghiên cứu Flair đấy. Thì chúng ta thấy rất là rõ là gì, dùng cái FFA gai đình thì chúng ta sẽ can thiệp được chính xác những cái tổn thương đi kèm, mà không can thiệp quá mức. Nghĩa là chúng ta phải đặt quá nhiều stent, nếu chúng ta cứ thấy cái hẹp là chúng ta đặt. Ngược lại, chúng ta cũng không bỏ sót những cái tổn thương mà đáng phải đặt thì chúng ta cần phải đặt như vậy. Thì ở đây là cái câu chuyện mà chúng tôi muốn nói rất là rõ. Còn đây là cái câu trả lời cuối cùng của chúng ta là gì? Khi chúng ta hẹp mạch vành thì cơ thích nghi là gì? Phải giảm tăng nhạy cảm endothelium và tái cấu trúc mạch và co thắt mạch lâu dài. Thì cái chuyện đấy ai cũng rất thấy rõ rồi. Khi chúng ta can thiệp động mạch vành xong mở nó ra thì nó lại tái thông nội vành, thì phải chăng là cái động mạch vành đấy nó phục hồi, nhưng thực tế nó không phục hồi như chúng ta mong muốn. Ở đây chúng ta thấy rằng là gì, có khoảng 50% cái bệnh nhân trước can thiệp động mạch vành là có ảnh hưởng cái giường động mạch vành, và sau khi can thiệp là hầu hết nó đều giảm nhưng vẫn còn tồn tại mức độ nhất định chứ không trở về bình thường hoàn toàn. Do đó cho nên là cái câu mà trả lời cuối cùng của chúng ta là gì, sẽ là câu đáp án là A, khoảng 50% bệnh nhân trước bị hẹp mạch vành nặng, trước can thiệp mạch vành là có cái tổn thương hệ thống vi mạch do cái phản ứng, nhưng sau can thiệp hầu hết nó phục hồi một mức nào đó nhưng vẫn còn tồn tại một tỷ lệ nhất định chứ không giảm được về không hoàn toàn. Do cho nên là các bạn đã trả lời sai hết câu hỏi đấy rồi, thì có ai có đọc nghiên cứu thì mới trả lời thôi. Nó thực sự thì cái đấy nó cũng khó. Thế thì để lý giải cho cái đấy thì hiện nay là các trường phái của châu Âu, đặc biệt là ông Margini và ông Ferrari, là những cái ông đưa ra những cái lý thuyết rất là quan trọng, là gì, bệnh tim thiếu máu cục bộ thì hẹp mạch vành chỉ là một trong yếu tố, bên cạnh đó thì là còn những cái chức năng của hệ vi mạch và cái co thắt mạch cũng đóng vai trò đáng kể trong trường hợp như vậy. Thứ hai là không phải bệnh nhân mạch vành nào cũng giống bệnh nhân mạch vành nào. Có bệnh nhân mạch vành thì người ta kèm theo những các cái tổn thương khác, ví dụ như chúng ta thiếu máu cơ tim, không chỉ hẹp động mạch vành do sơ vữa mà có co thắt, rối loạn chức năng nội mạc, viêm nhiễm, rồi các cái thần kinh tự động nó thay đổi như vậy. Và như vậy cái câu chuyện truyền thống của chúng ta là gì, là chỉ hẹp do sơ vữa động mạch vành có vẻ như không đúng, không cần nói không đúng mà không đủ, nghĩa là chỉ đúng một phần lớn thôi nhưng không đủ. Ở đây là gì, còn có những yếu tố co thắt, còn có những yếu tố về hệ thống vi mạch, mà hôm nay chúng tôi muốn rất nhấn mạnh tới cái sinh lý dòng chảy mạch vành, đặc biệt là cái hệ thống vi mạch của chúng ta. Chúng ta thấy là nó giữa cái mạch mà nó bình thường và cái mạch nó co thắt thì cái hồng cầu nó di chuyển nó chật trội như thế nào, để chúng ta hiểu như vậy. Như vậy là thiếu máu cục bộ cơ tim chỉ là một vấn đề của thiếu máu cơ tim, là
hoàn toàn không đầy đủ. Mà ở đây chúng ta phải lý luận là cái sự mất cân bằng giữa cung và cầu, trong đó cái phần hẹp cái đường cung nó chỉ là một cái phần thôi chứ không hoàn toàn không đủ. Và người ta thấy rằng là nó liên quan đến cái chuyển hóa năng lượng. À, thì đến đây thì chúng tôi cũng phải tuyên bố luôn là trong những cái slide sau này là có phần là ảnh hưởng của bên hãng cung cấp cho chúng tôi những cái này, nhưng hoàn toàn không sai, nhưng chúng tôi phải nói rất rõ là như vậy. Lượng ATP hàng ngày cần từ 6 đến 35 kg và năng lượng trích xuất từ chất nền là 25%, và cho dù các chất nền luôn có sẵn nhưng cũng thất bại trong việc sản xuất đủ lượng ATP để đốt cháy, để thiếu máu cục bộ và suy tim. Ở đây là các cái cơ chế của chúng ta, của chu trình Krebs để đốt cháy. Và bình thường cái cơ tim của chúng ta trong một cái hoạt động bình thường thì để sinh ra năng lượng thì nó rất phè phỡn, nó đốt cái chất béo nó đi để được nhiều năng lượng, nhưng mà nó lại tiêu hao rất là nhiều năng lượng để cho trong cái quá trình hoạt động như vậy. Thế cho nên là nếu trong trường hợp mà thiếu máu cơ tim mà chúng ta làm sao mà chúng ta tận dụng được cái con đường qua chuyển hóa qua gluco này thì nó sẽ tiết kiệm được năng lượng hơn. Thì đấy cũng chính là cái mà người ta thấy rằng là các cái việc mà linh hoạt trong việc chuyển hóa năng lượng là một trong cái ứng dụng để người ta chế tạo ra các cái thuốc. Cái thuốc này nó sẽ cắt cái con đường chuyển hóa qua cái con đường axit đi, axit béo đi, mà nó để tăng cường cái chuyển hóa qua cái con đường gluco. Thì như vậy là những cái thuốc đấy thì phải chăng là nó làm cho cái cơ tim của chúng ta nó có thể sống sót được và thích nghi được trong cái tình trạng thiếu máu cơ tim và tăng cường cái năng lượng một cách hiệu quả nhất cho cơ tim. Thì đấy là cái triết lý của cái trimetazidine mà chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm trong cái ngày hôm nay, để chúng tôi xin giới thiệu chúng ta sơ bộ như vậy. Nó không nhảy nữa Linh, cái này nó hết pin rồi, xin lỗi, hết năng lượng rồi. Bây giờ chúng ta cần phải con đường chuyển hóa qua con đường khác, có lẽ là nó không nhảy được nữa. Vâng, đấy, do vậy để gọi là tiếp cận bệnh tim thiếu máu cục bộ thì chúng ta cần phải hiểu cả về mặt sinh lý là gì. Nó là toàn bộ, không chỉ hẹp động mạch vành mà có hệ thống mạch nhỏ, cả rối loạn chuyển hóa trong từng đến tầng tế bào để chúng ta có thể tiếp cận được nó sẽ tốt hơn. Xin slide tiếp theo. Và do vậy năm nay thì chúng tôi hy vọng là Hội Tim Mạch Châu Âu và các chuyên gia nó đã soạn thảo ra một cái khuyến cáo mới, gọi là khuyến cáo cập nhật năm 2019 của ESC vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 tới này. Nó không gọi là bệnh động mạch vành ổn định, đau thắt ngực ổn định hoặc bệnh động mạch vành mãn tính nữa, mà nó gọi là hội chứng động mạch vành ổn định. Nó không từng cũng không cả dùng từ bệnh tim thiếu máu cục bộ mãn tính, cũng không dùng nữa mà hội chứng, bởi vì nó thấy rằng là nó liên quan tới những một số các cái lý thuyết khác, không chỉ là trong một hội chứng chứ không chỉ là trong một cái bệnh lý của cái động mạch vành như là chúng ta hiểu truyền thống, nó chỉ hẹp ở trên cái phần mà cái thượng tâm mạch mà thôi. Thì đấy chính là cái phần mà chúng tôi trình bày hôm nay. Thì bao nhiêu bạn nào được trả lời được tối đa điểm giơ tay cho tôi xem cái sẽ là. Vâng, thôi thì cũng rất là mừng, chúng ta cũng cần phải thi lại. Mà xin cảm ơn và xin mời tiếp theo. Mời thầy Hoàng. Lấy cái làm sao được? Vâng, cái dàn âm thanh này rất phù hợp cho hát karaoke. Và xin trân trọng cảm ơn thầy Đỗ Văn Lợi, thầy Phạm Mạnh Hùng, và tôi xin trình bày phần tiếp theo chính là các nguyên lý chẩn đoán bệnh tim thiếu máu cục bộ. Tôi có 3 trường hợp lâm sàng. Trường hợp thứ nhất, bệnh nhân nam 75 tuổi bị những cơn đau kiểu bóp nghẹt sau sưng ức khoảng 2 năm nay, cơn đau kéo dài khoảng 5 đến 7 phút. Đau liên quan đến gắng sức, đỡ khi dùng Litfast, tiền sử hút thuốc lá, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, tăng huyết áp. Bệnh nhân thứ hai là bệnh nhân nam 75 tuổi, cảm giác đau tức vùng ngực, đau thành từng cơn không rõ liên quan gắng sức, tiền sử hút thuốc lá, rối loạn lipid máu và huyết áp là 150 trên 90 thủy ngân, hơi bị tăng huyết áp. Bệnh nhân thứ ba là bệnh nhân nữ 32 tuổi, đau nhói tại một điểm vùng trước tim, đau kéo dài nhiều giờ đồng hồ bất kể gắng sức nghỉ ngơi. Tiền sử gia đình thì có bố bị nhồi máu cơ tim lúc 51 tuổi. Và để cho quý bạn đồng nghiệp dễ hiểu, chúng ta sẽ gắn các cái avatar của các ba bệnh nhân này cho nó dễ nhớ. Bệnh nhân thứ nhất là một cái nam giới 75 tuổi. Bệnh nhân thứ hai là Pierce Brosnan, diễn viên trong James Bond. Bệnh nhân thứ ba là
Lady Gaga, thì mọi người đều đã biết. Và rõ ràng trước ba cái trường hợp lâm sàng như vậy thì người thầy thuốc lâm sàng chỉ bằng một câu hỏi bệnh, nhìn mặt bắt hình dong, thấy dáng vẻ bệnh nhân, tuổi tác, giới tính thì có thể đã bắt đầu có thể đánh giá được là cái cơn đau thắt ngực này nó điển hình hay không bằng cái mô tả lâm sàng lúc nãy. Và rõ ràng thì trường hợp thứ nhất là một cơn đau thắt ngực điển hình, bệnh nam 75 tuổi. Trường hợp thứ hai, trường hợp thứ ba là một trường hợp mà đau thắt ngực không có những yếu tố gợi ý một cơn đau thắt ngực điển hình theo phân độ của ACC. Trường hợp thứ ba là trường hợp trung gian ở giữa, còn vài yếu tố gợi ý đau thắt ngực nhưng có vài yếu tố thì không. Và trước một bệnh nhân đau thắt ngực gặp chúng ta hoặc nghi ngờ bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính thì người thầy thuốc sẽ phải đi tới một khái niệm gọi là pretest probability, khả năng trước test là như thế nào. Khả năng này không phải do bác sĩ nghĩ ra mà do các cái nghiên cứu tổng kết trước đó đã thấy rằng là những dạng bệnh nhân này thì khả năng xác suất mắc bệnh vành bao nhiêu sau khi người ta đã hoàn tất tất cả quá trình chẩn đoán. Và như vậy thì pretest probability của bệnh nhân thứ nhất rõ ràng là bệnh nhân nam 75 đến 79 tuổi đang điển hình thì xác suất mắc bệnh vành khoảng 90% theo quan điểm cổ điển. Điều thứ ba là bệnh nhân nữ tuổi trẻ mà đau ngực hoàn toàn không giống tim mạch, xác suất mắc bệnh vành chỉ dấp xỉ 5 đến 10%. Và trường hợp giữa là trường hợp khó nhất là một người đàn ông tuổi trung niên đau ngực có nghi ngờ, chẩn đoán cũng khó, loại trừ cũng không vì xác suất bệnh vành trong trường hợp là 50-50. Vậy thì tiếp cận chẩn đoán như thế nào? Thì trước một bệnh nhân đau thắt ngực, chúng ta cần phải khai thác bệnh sử. Sau đó, một việc quan trọng nữa là phải loại trừ hội chứng bệnh cấp đi theo mô đun chẩn đoán điều trị riêng mà chúng ta không nói trong buổi hôm nay. Tiếp theo nữa, chúng ta phải làm các xét nghiệm thường quy như điện tâm đồ, các xét nghiệm sinh hóa, siêu âm tim trong điều kiện cơ bản, chụp X-quang ngực v.v. Và cuối cùng cũng phải đặt ra ba vấn đề là một bệnh nhân mà có nguy cơ trước test cao, một bệnh nhân năm 75 tuổi đau thắt điển hình thì gần như chẩn đoán xác định luôn cơn đau thắt ngực và chúng ta có thể khởi động cái mô đun điều trị phân tầng nguy cơ, có thể điều nội khoa, thậm chí những bệnh nhân chúng ta có thể xem xét luôn chỉ định can thiệp vành qua da. Trường hợp thứ ba, một trường hợp mà xác suất mắc bệnh vành rất thấp dưới 15%, nữ giới đau ngực không rõ, thích thì đau không thích thì thôi vân vân, thì là xác suất mắc bệnh thấp cho có thể cơ bản loại trừ và dẫn sang một đường tìm các nguyên nhân khác ngoài tim mạch. Và trường hợp thứ ba là trường hợp khó nhất, có nghĩa trường hợp trung gian ở giữa. Đây là trường hợp mà chúng ta gặp rất nhiều trong bệnh cảnh lâm sàng. Đấy, một đàn ông nam tuổi trung niên đau ngực không điển hình lắm, chẩn đoán cũng khó, loại trừ cũng khó. Đây là trường hợp. Và trường hợp thứ ba này là trường hợp chúng ta rất cần tới các cái thăm dò, đặc biệt là vai trò các nghiệm pháp gắng sức trong chẩn đoán. Và đương nhiên chúng ta sẽ bắt đầu bệnh nhân này là sẽ ghi điện tâm đồ, thấy một nhịp xoang không có biến đổi bất thường gì, STT đều rất là đẹp, X quang tim phổi thấy là bóng tim không to, tường phổi sáng đúng không ạ, thấy đầy sức sống, lồng ngực còn căng tròn, thế làm sao mà đau thắt ngực được, vân vân. Và trường hợp này rõ ràng theo cái ba bước tiếp cận theo ESC 2013, sắp tới chúng ta có ESC 2019 như hiện tại 2013, thì xác suất bệnh vành dưới 15% không thăm dò thêm và chúng ta đi tìm các nguyên nhân khác ngoài tim mạch. Trường hợp thứ nhất là trường hợp điển hình, bệnh nhân đau ngoài cơn đau điểm độ bình thường nhưng trong cơn đau chúng ta thấy ST T âm và đảo hướng đúng không? Nhọn đối xứng, rõ ràng đây là một trường hợp rất điển hình, đau ngực điển hình, điểm độ điển hình. Và có cần trắc nghiệm gắng sức nữa không? Không cần đúng không ạ? Không cần nghiệm pháp gắng sức điểm độ, tiếp tôi giải thích tại sao. Không cần xài hình cơ tim nữa, có thể chẩn đoán xác định phân tầng nguy cơ, điều trị thuốc và thấy có vẻ nguy cơ cao hoặc không đáp ứng điều trị nội khoa sau một thời gian, có thể cân nhắc chụp và can thiệp vành qua da. Nhưng không phải tất cả các trường hợp đau thắt ngực ổn định đều can thiệp vành vành, ưu tiên như là hội chứng vành cấp, chúng ta lưu ý như vậy. Và trường hợp đây tôi nói lúc nãy là trường hợp thứ ba đấy, là xếp loại CCS là khoảng độ khoảng diện độ 3. Xếp độ 3 có nghĩa là gì? Người ta không thể đi lại được trên một cái mặt phẳng ngang khoảng từ 100-200 mét. Cái block nhà là block ở bờ đông nước Mỹ nhưng không phải block bờ tây. Bờ tây thì một block nhà cũng 700 mét, rất dài, nhưng block ở bờ đông người ta tính là tương đương 100-200 mét. Như vậy nếu người ta đi lại khoảng vài trăm mét mà đã đau thắt ngực thì chúng ta chứng tỏ là class CCS độ 3. Và trường hợp này chúng ta sẽ gì ạ? Chẩn đoán rất nhanh và đi vào cái mô đun để điều trị, một tí nữa thầy Quang sẽ trình bày sau. Bài thầy Quang mới là quả bom tấn ngày hôm nay. Trường hợp thứ hai là trường hợp khó nhất về mặt nguyên lý tiếp cận chẩn đoán bệnh vành, bệnh tuổi trung niên không rõ và điểm đồ thấy đã diện không rõ ràng lắm, ở các chuyển đạo trước tim hoàn toàn bình thường, chuyển đạo sau dưới thấy có ST hơi đi ngang đuỗn một chút, không đủ tiêu chuẩn ST trên 1 mm để chẩn đoán, không thấy chênh lên mà chỉ thấy các dấu hiệu hơi nghi ngờ một chút. Trường rất khó và đây cũng chính là cái đối tượng với nguy cơ mức độ trung gian từ 15-85%, và đây đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất từ các cái xét nghiệm gắng sức để chẩn đoán bệnh vành.
Chụp X quang tim phổi bệnh nhân số 2, đây là bóng tim không to, cung độ phổi hơi giãn do tăng huyết áp. Siêu âm tim thấy chức năng tim bình thường và bệnh nhân này chính là bệnh nhân mà có mức độ nguy cơ trung gian, chúng ta cần phải đưa ra các test căng sức để chẩn đoán mạch vành, có thể nghiệm pháp căng sức điện đồ, xạ hình cơ tim căng sức hay là siêu âm tim căng sức, dobutamine vân vân. Và về mặt các xét nghiệm căng sức thì người ta nói lại một lần nữa theo quan điểm ACC 2013 cũng như là 2014 cũng như là ESC 2013 thì có rất nhiều các xét nghiệm. Xét nghiệm có thể chỉ định dựa vào cái hoàn cảnh bệnh nhân cụ thể. Tuy nhiên bệnh nhân mà lắp chân giả thì không thể chạy thảm chạy được rồi, như vậy. Rồi thứ hai nữa là phụ thuộc vào sự sẵn có tại các trung tâm, bệnh viện này có này, bệnh viện kia. Thứ ba nữa là khả năng kinh nghiệm, lại có những trung tâm mạnh cái này hơn, ưu thế cái này hơn, có trung tâm thì lại thích dùng các cái chỉ định khác hơn. Và có rất nhiều thứ để chẩn đoán các trắc nghiệm căng sức mà tôi không đi vào chi tiết, hôm nay chúng ta nói về nguyên lý. Đấy. Và chúng ta biết là trong lịch sử từ những năm 80 của thế kỷ 20 thì rất nhiều các nghiệm pháp căng sức như là nghiệm pháp căng sức điện tâm đồ truyền thống, chạy thảm chạy thì ghi điện đồ, siêu âm căng sức với dobutamine, rồi nghiệm pháp căng sức điện đồ kèm theo xạ hình cơ tim vân vân. Thì từ những năm 80-90 của thế kỷ 20 người ta đã thực hiện rất nhiều các cái nghiên cứu để đánh giá một nghiệm pháp chẩn đoán mà các bạn học cái này không lâu trong chương trình y học thực chứng. Nào là độ tin cậy, có nghĩa là lặp đi lặp lại chung một kết quả. Độ chính xác có nghĩa là phản ánh bệnh vành vành hẹp hay không với độ nhạy cao và độ đặc hiệu cao. Đấy. Thì thấy rằng là phần lớn các trắc nghiệm gắng sức với độ nhạy sấp xỉ khoảng 80% và độ đặc hiệu sấp xỉ 80%. Gần đây chúng ta có chụp MSCT mạch vành với độ nhạy có thể lên 99%, nhưng độ đặc hiệu cũng sấp xỉ khoảng 80%. Và độ nhạy độ hiệu của các trắc nghiệm chẩn đoán bệnh viêm tiêu cục bộ mạn tính ổn định đã được xác lập từ lâu và vốn ít thay đổi, nhưng mà giá trị dự báo dương tính và giá trị dự báo âm tính lại hoàn toàn khác nhau. Và chính vậy chúng ta khi tiếp cận chẩn đoán bệnh nhân đau thương mạn tính ổn định mà chúng ta định sử dụng các cái test căng sức để chẩn đoán thì các bạn phải luôn nhớ tới cái định lý Bayer. Định Bayer có nghĩa là xác suất có điều kiện. Một bệnh nhân mà khi có bệnh mạch vành chúng ta làm một cái trắc nghiệm căng sức thì khả năng dương tính sẽ là bao nhiêu phần trăm. Nếu như thu nhận một kết quả gắng sức dương tính thì chúng ta phải phiên giải kết quả đó như thế nào, bởi vì cái sự phiên giải kết quả sẽ hoàn toàn khác nhau khi chúng ta áp dụng cho những bệnh nhân cụ thể hay những quần thể khác nhau với tần suất mắc bệnh là khác nhau. Và tôi sẽ minh họa ngay sau đây. Như vậy là để nhận định kết quả một test chẩn đoán, tức là post test probability, có nghĩa là chúng ta cho bệnh nhân một nguy cơ bệnh vành nhất định đi làm một nghiệm pháp gắng sức điện đồ với kết quả là dương tính, bác sĩ đọc nghiệm pháp kết luận là dương tính, nhưng đưa thêm người bác sĩ thực hành cầm kết quả dương tính tay, vậy dương tính này nó được khoảng bao nhiêu phần trăm là dương tính thật? Đấy chính là câu chuyện khái niệm gọi là post test probability. Và các trắc nghiệm gắng sức chúng ta không quan tâm tới độ nhạy độ hiệu, bởi vì người khác đã làm từ năm 80 chúng ta không cần làm lại nữa. Và quan trọng nhất của người bác sĩ thực hành là xem giá trị dự báo dương tính của cái test này như thế nào. Có nghĩa là một bệnh nhân chúng ta chỉ định cái gắng sức kết quả trả về là dương tính thì số bệnh nhân thực sự mắc bệnh vành trên những người có test dương tính là bao nhiêu phần trăm, đấy là câu chuyện hoàn toàn khác, chính là post test probability. Và chúng ta sẽ áp dụng cho 3 bệnh nhân này để xem tại sao nhóm trung gian chúng ta nên áp dụng các test các thức chẩn đoán, còn nhóm 1 và nhóm 3 thì chúng ta có thể rẽ ra các đường khác nhau, loại trừ hoặc là tiếp cận chẩn đoán xác định và điều trị luôn. Trường hợp thứ nhất là khả năng trước test chỉ có 5% bệnh nhân nữ, áp dụng một test gắng sức có độ nhạy trung bình 80%, độ hiệu 80%, chúng ta biết khoảng 80%. Thì chúng tôi sử dụng cái OpenAP tính toán kỹ lưỡng lại thì giá trị dự báo dương tính của cái test này chỉ có 17,39%, và đương nhiên giá trị dự báo âm tính khá tốt lên tới 98%. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta có nên áp dụng test gắng sức cho bệnh nhân thứ nhất không? Câu trả lời là không, đúng không ạ? Bởi vì nếu chúng ta có áp dụng test gắng sức cho bệnh nhân này mà kết quả dương tính thì có tới tận 8,3/10 bệnh nhân là dương tính giả. Vậy thì nếu dương tính giả như vậy thì áp dụng test gắng sức làm gì? Đấy, cho chúng ta không bao giờ chỉ định test gắng sức cho phụ nữ đau ngực không điển hình nhằm mục đích chẩn đoán xác định mạch vành. Nhưng đôi khi chúng ta thấy gì ạ? Bệnh nhân điều trị mãi đi các thầy thuốc vẫn đau, ta cho chạy gắng sức để làm gì? Để loại trừ, để trấn an bệnh nhân rằng là đến cái này mà âm tính nữa thì chị phải cứ ăn lo ngủ kỹ, kiểu như vậy. Trường hợp thứ hai, khả năng trước test 90% vẫn áp dụng cái test có độ nhạy độ đặc hiệu là tương tự. Đấy. Thì giá trị dự báo dương tính lên tới 97,3% và giá trị dự báo âm tính lại rất thấp, chỉ 30,7%. Đây theo công thức Bayer. Nghĩa là gì? Cũng không nên làm test gắng sức bệnh nhân này nữa, bởi vì chẩn đoán gần như gì ạ? Đã xác định rồi, trên 90% thì test gắng sức để làm gì? Thậm chí có thể là nguy cơ bệnh nhân có thể tụt huyết áp trên thảm chạy. Mặc dù ở một số trung tâm người ta vẫn chỉ định gắng sức cho bệnh nhân này để phân tầng nguy cơ hoặc là đưa ra quyết định có làm PCI hay không, nhưng mà nói chung là gì ạ? Về mặt chẩn đoán nguyên lý chúng ta không áp dụng nghiệm pháp gắng sức cho những bệnh nhân thuộc nhóm 1. Bởi vì nếu mà
test dương tính thì không đem lại nhiều thông tin hơn, 90-97% cũng là gần như chắc chắn mắc bệnh. Nhưng mà test âm tính thì một bệnh nhân như ông Donald Trump người ta gửi làm găng sức, bác sĩ trả lời là kết quả cái phẫu thuật âm tính thì chỉ có gì ạ? Thì 70% các bệnh nhân là âm tính giả. Đấy, các bạn hiểu vấn đề không ạ? Nhưng trường hợp thứ hai là trường hợp trung gian thì lại rất có lợi. Khả năng trước test 50-50, cũng áp dụng một test găng sức độ nhạy 80, độ hiệu 80%. Thì giá đoán giá trị dự báo dương tính theo cái bảng OpenAP mà tôi đã tính toán là đây, OpenAP tính toán đây, xin lỗi đây, chỗ này đây đó, thì là giá trị test, xin lỗi đây này, trường thứ ba đây, thì là độ giá trị dự báo dương tính có nghĩa là tỷ lệ mắc bệnh thực sự trên những người có test dương tính là xấp xỉ 80%. Và giá trị dự báo âm tính cũng khá là cao, tức là tỷ lệ những người không mắc bệnh thực sự khi chúng ta làm test âm tính trả lời kết quả là không mắc bệnh là cũng sẽ bị 80%. Như vậy đây là một cái nhóm đối tượng trung gian hưởng lợi nhiều nhất từ các cái trắc nghiệm găng sức, nguyên lý chẩn đoán là như vậy. Và chúng ta sẽ xem một vài nét về, xin lỗi là không chạy là vì sao? Anh Linh không chạy nữa. Next slide tiếp theo. Cho slide tiếp theo. À, xin lỗi, có một chút trục trặc kỹ thuật. Vâng, ta đã có. Và do vậy thì các đối tượng trung gian hưởng lợi nhiều nhất từ các cái liệu pháp gắng sức chẩn đoán. Và chúng ta sẽ theo dõi kết cục lâm sàng của ba bệnh nhân này xem như thế nào. Trường hợp thứ nhất, trường hợp thứ hai, trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ nhất, trường hợp thứ ba là sao ạ? Thì là mình thích thì mình đau thôi, mình không thích thì mình không đau nữa. Và sau khi trấn an một thời gian thì chị lại về nhảy múa ca hát bình thường. Trường hợp thứ nhất thì chúng ta, bệnh nhân này do cái đau ngực nguy cơ cao và điều trị nội khoa không kết quả tốt thì đã chụp và can thiệp vành qua da, ông đặt stent động mạch liêm thất trước đoạn 1 không phù hợp với biến đổi điện tâm đồ bệnh nhân. Và trường hợp thứ ba lại tắc rồi, Linh ạ, lại nghẽn rồi. Em cho slide tiếp theo giúp anh. Cho qua cái màn hình, cho qua slide.
Quay lại một vài slide. Vâng, đây là bệnh nhân số 2. Thì bệnh nhân số 2 này là nghiệm phong quang sức dương tính và đã được chụp vành qua da. Thì thấy là động mạch vành phải có một cái mức độ hẹp cũng trung bình khoảng 50%. Và đây cũng là cái mốc tiêu chuẩn vàng để các cái nghiên cứu đánh giá về một nghiệm pháp chẩn đoán bệnh vành có hay không từ những năm 80, 90 thế kỷ 20 thường áp dụng. Nhưng hiện nay thì đó là quan điểm truyền thống. Hiện nay người ta đã có rất nhiều cái sự phê bình về cái tiếp cận truyền thống này, bởi vì thực ra thì hẹp đội vành thượng tâm mạc 50% nó chỉ là một phần vấn đề như thầy Mạnh Hùng đã nói. Thực tế chúng thấy là có rất nhiều cái sự khác biệt giữa cơn đau thắt ngực thực sự trong mạch vành và tổn thương động mạch vành lớn ở thượng tâm mạc. Bởi vì câu hỏi đặt ra nữa là cái lại bị tắt tiếp. Linh ạ, chắc là do đường truyền bị kém. Qua qua chỗ này không lại tắt tiếp. Qua đi. Linh cho qua đi. Qua nữa đi. Ở đây chỗ đúng rồi. Vâng. Vậy thì cái tiêu chuẩn vàng để đánh giá một bệnh nhân có bệnh tim thiếu máu cục bộ thực sự hay không vẫn còn rất nhiều tranh luận. Hẹp động mạch thượng tâm mạc chưa phải tất cả các vấn đề, và người cho rằng là thiếu máu cơ tim mới là trung tâm của vấn đề, trong đó hẹp động mạch thượng tâm mạc chỉ là một trong rất nhiều các yếu tố sinh lý bệnh của bệnh mạch vành. Và thực tế thì cái hình ảnh động mạch vành chụp trên phim cản quang chỉ phản ánh một phần rất nhỏ cái cây động mạch vành vốn hết sức phong phú như là thầy và mình đã nói. Và người ta thấy rằng là cái khối lượng mạch máu nuôi dưỡng quả tim chiếm hơn một nửa khối lượng quả tim, một nửa non mới là cơ tim, một nửa già là hệ thống mạch máu và mô liên kết. Và hệ thống mạch vành, động mạch vành đã phân chia rất là tinh vi tới các cái mao mạch. Vừa rồi cái mao quản mạch vành kia chỉ đường kính chỉ 1/10 sợi tóc, thậm chí nó còn chia rất nhỏ các cái mạch, các ngõ ngách rất nhỏ để cho các cái tế bào hồng cầu đi qua như vậy. Và thậm chí là cái tế bào nội mạc chúng ta nhìn không phải trơn nhẵn mà có rất nhiều các cái nếp gấp để tăng cường sự trao đổi oxy giữa hồng cầu và oxy giữa cơ tim và cái dòng máu từ bên ngoài vào. Và chính vậy thì cái tiêu chuẩn vàng của bệnh tim cục bộ là gì? Thì the gold standard of ischemia is ischemia itself. Tức ý là gì? Hệ thống động vành thượng tâm mạc chỉ phản ánh một phần câu chuyện, chính là quan trọng nhất là tất cả các sợi cơ tim đều được cung cấp oxy đầy đủ và cả về năng lượng nữa. Và tôi xin kết thúc phần trình bày đây với rất nhiều trục trặc kỹ thuật, xin các bạn thông cảm. Và tôi xin đưa ra một slogan là Keep Cardiology Great, đúng như tinh thần tranh cử 2020 của Tổng thống Donald Trump. Xin chào, cảm ơn các bạn. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Ngọc Quang sẽ trình bày chủ đề cuối cùng. Và chúng ta kính thưa thầy Lợi, thầy Hùng, thưa các thầy, thưa các bạn thân mến, chúng ta chắc cũng đã đói rồi đúng không ạ? Nhiệm vụ của tôi trở nên khó khăn hơn một chút, trình bày trong lúc đói và bản thân cái máy tính nó cũng hơi đói. Tuy nhiên là phải nói là cái đau thắt ngực ổn định là một trong chủ đề thực ra là khó nhất, khó chịu nhất,
khó trong vấn đề cả vấn đề hiểu về nó là như thế nào, giống như là thầy Hùng đã chia sẻ về mặt sinh lý bệnh mà chắc oxytocin đối với bệnh mạch vành ổn định. Và chúng ta có thể nhìn trên ở đây là nó có rất là nhiều thứ, đúng không ạ? Chúng ta có rất nhiều cơ chế khác nhau từ từ là chuyển hóa, từ cung cấp oxy, từ tế bào cơ tim, vân vân, và tất cả các cơ chế đó nó tác động với nhau, nó làm mất cân bằng cung cầu và vì thế nó tạo thành cái bệnh cảnh thiếu máu cơ tim. Và trên cơ sở đó chúng ta có các biện pháp để điều trị. Thế thì trước đây thì người ta cái tiếp cận về mặt điều trị, người ta chia làm hai cái nhánh chính. Một cái nhánh được gọi là giảm cái triệu chứng đau thắt ngực, và một cái nhánh khác được gọi là cải thiện tiên lượng. Và trong đó chúng ta thấy có hai cái mà có sự giao thoa giữa cả hai bên. Có những cái thứ thì nó cải thiện tiên lượng bằng cách thay đổi lối sống, bằng cách đặt stent vân vân. Có những thứ khác nó làm giảm triệu chứng, và có những phần móc nối với nhau, và người ta nghĩ rằng là cả hai bên có những cái giao thoa. Tuy nhiên đấy là cái hiểu biết xây dựng dựa trên các bằng chứng cũ. Thế còn bây giờ thì người ta coi thế nào? Thì bây giờ người ta chia giảm hai cái mảng vẫn như vậy thôi. Một bên là gì ạ? Là làm giảm thiếu máu cục bộ cơ tim, làm giảm cái triệu chứng đau thắt ngực hoặc là dung nạp về kháng sức, và một bên khác là ngăn ngừa tử vong hay là ngăn ngừa các cái nhồi máu cơ tim. Thì đấy là cái cột trụ thứ hai khi mà chúng ta tập trung về để điều trị cho thiếu máu cơ tim mãn tính. Và nó chia ra làm ba mảng. Một mảng là gì ạ? Một mảng là ngăn ngừa cái tử vong do tim mạch và nhồi máu cơ tim. Thì những cái biện pháp đó được gọi là những biện pháp làm thay đổi cái tiên lượng của người bệnh. Và một cái biện pháp khác là gì ạ? Làm giảm cái triệu chứng đau thắt ngực, và bên cạnh đó là nó ở cái trung gian ở giữa, cái được coi là cơ chế chính gây ra đau thắt ngực, tức là thiếu máu cơ tim, thì sẽ có một biện pháp để tập trung giải quyết cái câu chuyện thiếu máu cơ tim bằng cách tái thông mạch vành, có thể bằng phẫu thuật bắc cầu nối, có thể đặt bằng stent, có thể bằng gọi là đặt cái stent ở trong cái xoang vành, có thể là bằng xuyên laser để tạo các cái tân mạch mới, với mục đích chính là để làm giảm thiếu máu cơ tim.
Thì đây là cái quan điểm đến năm 2019 người ta dựa trên cái bảng như này và người ta đề xuất ra các biện pháp điều trị khác nhau. Thế thì để mà điều trị nội khoa tối ưu thì đây là về mặt truyền thống chúng ta có 5 chữ cái A, B, C, D, E. Đương nhiên bây giờ cái giá trị của nó có thể thay đổi. Tuy nhiên cái tính dễ nhớ, dễ hiểu và dễ tuyên truyền nó làm cho chúng ta thấy là A, B, C, D vẫn là một cái gì nền tảng trong điều trị bệnh tim thiếu máu cục bộ mãn tính. Ví dụ A là gồm có kháng tiểu cầu, có đau thắt ngực. B là gì ạ? Là chạy beta giao cảm và kiểm soát huyết áp. C là bỏ hút thuốc và kiểm soát cholesterol. D tức là gì ạ? Là kiểm soát đái tháo đường và chế độ ăn. E tức là gì ạ? Luyện tập và giáo dục sức khỏe. Thì tất cả những cái chữ này hoàn toàn cái giá trị nó vẫn còn ở nguyên đó. Tuy nhiên gần đây nó có một số sự thay đổi về vai trò của aspirin, về vai trò của chạy beta giao cảm. Chính vì thế nên tôi hơi đổi màu đi một chút, nhưng còn đại đa số là nó vẫn giữ nguyên cái vai trò truyền thống trong cái lộ trình, trong cái quan điểm, trong cái mô hình cái bệnh tim thiếu máu cục bộ. Thế thì đầu tiên là gì ạ? Chúng ta đi vào những cái điểm nào mà có thể làm ngăn ngừa được cái tử vong do tim mạch cũng như là giảm các cái tai biến, làm giảm nhồi máu cơ tim. Thì đây là cái bảng gồm có các yếu tố mà kiểm soát được. Thì thực ra cho đến nay cái quan trọng nhất là gì ạ? Là kiểm soát yếu tố nguy cơ chứ không phải là những thuốc chúng ta đang cho. Chúng ta cứ nghĩ là gì ạ? Chạy beta giao cảm ABCDF làm ngăn ngừa dự phòng các biến cố. Không phải. Việc kiểm soát các yếu tố chặt chẽ yếu tố nguy cơ mới là làm được chuyện đó. Và một trong yếu tố hàng đầu liên quan đến nhồi máu cơ tim chính là gì ạ? Là hút thuốc lá, là chế độ ăn, hoạt động thể lực, là kiểm soát cân nặng, kiểm soát huyết áp và cuối cùng mới là lipid máu và kiểm soát bề mặt đái đường. Thì đây là cái bảng những yếu tố cũng như các chỉ tiêu chúng ta cần đạt được để làm giảm các biến cố dự phòng. Và nếu chúng ta xem xét một chút chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Là nếu chúng ta có các kiểm soát cái yếu tố nguy cơ càng tốt càng chặt bao nhiêu thì tỷ lệ biến cố nó sẽ thấp bấy nhiêu. Đây là cái bảng được gọi là 7 cái chỉ tiêu cho một cái lối sống khỏe mạnh về tim mạch do HA, tức là Hội Tim Mạch Hoa Kỳ đưa ra. Trong đó rất ngắn gọn để có các 7 chỉ tiêu này. Và nếu chúng ta có thể càng tuân thủ càng nhiều càng tốt thì lúc đó cái tỷ lệ biến cố về mạch vành, đây là mạch vành chứ không phải là tai biến mạch não, không phải là các bệnh lý tim mạch khác, chỉ tập trung vào mạch vành thôi, chúng ta sẽ thấy nếu chúng ta duy trì được cỡ khoảng 4 yếu tố được gọi là đầy đủ thì chúng ta sẽ làm giảm cái biến cố mắc các bệnh mạch vành xuống còn rất thấp. Thì đấy là câu chuyện với cái việc là dự phòng tiên phát, để trong đó cái thay đổi lối sống có một vai trò hết sức quan trọng. Thế thì đây là những cái bảng để cho chúng ta nhìn thấy câu chuyện là hút thuốc lá nó nguy hiểm thế nào với cả vấn đề bệnh lý mạch vành. Và kể cả hút thuốc lá chủ động cũng như là bị động, những cái người mà ở trong nhà ấy, chúng ta cứ bảo là chồng hút mà vợ không hút, nhưng mà ở trong một cái phòng như vậy, hoặc là sếp hút chúng ta hút ngửi cái hít thuốc lá đấy, thì cái đó nó cũng làm gia tăng nguy cơ mạch vành từ 1,2 đến 2 lần chứ không phải là ít. Thành ra là đối với cả bệnh lý mạch vành thì đối với hút thuốc luôn luôn là không, không chấp nhận hút, không chấp nhận ngửi thuốc lá, chứ không thể nào nói các câu chuyện khác được. Và khi chúng ta gì ạ, chúng ta bỏ thuốc lá thì sao? Thì bệnh nhân chúng ta tăng cân. Và người ta làm nghiên cứu, người ta thấy là gì ạ? Cái cân mà tăng lên nó làm gia tăng nguy cơ tim mạch, cũng không thể nào không ăn thua gì so với việc nguy cơ tim mạch do chúng ta hút thuốc. Thành ra là cân thì cứ việc tăng, nhưng nguy cơ tim mạch không vì thế mà tăng lên. Và câu chuyện quan trọng nhất là bỏ thuốc. Và vì thế chúng ta cần phải phối hợp làm thế nào để bỏ thuốc. Thứ hai là gì ạ? Câu chuyện thứ hai, một cái tác nhân thứ hai vô cùng quan trọng và đưa vào cái lối sống khỏe của Hội Tim Mạch Châu Âu và cũng như là Hội Tim Mạch Mỹ là gì ạ? Là hoạt động thể lực với đầy đủ các cơ chế về mặt sinh học chống co thắt, rồi chống huyết khối, rồi chống xơ vữa, và đặc biệt quan trọng ở trong bệnh lý mạch vành, tức là làm tăng cái quá trình thích nghi cơ tim. Và chính vì thế cho nên là gì ạ? Là câu chuyện chúng ta làm thế nào để hoạt động trong nơi đầy đủ ít nhất là 150 phút mỗi tuần, di chuyển nhiều hơn, tăng mức độ hoạt động thể lực, đặc biệt là phải tập cả cơ. Là chúng ta không thể nào mà chỉ có ngồi gọi là chỉ có chạy đơn thuần đâu, mà chúng ta còn phải tập cả cơ nữa, tức là cả cơ tĩnh, cả cơ động, thì lúc đó chúng ta mới có hiệu quả. Và trên cơ sở đó chúng ta mới có thể giải quyết được những cái thứ gánh nặng về bệnh lý tim mạch. Thì đây là cái bảng từ tiêu chuẩn cũng là Hội Tim Mạch Mỹ đưa ra và lấy một hình ảnh để minh họa cho cái câu chuyện là thúc đẩy cái lối sống lành mạnh và để chính là để phòng ngừa các biến cố tim mạch. Và chúng ta có thể nhìn thấy là gì ạ? Nếu các bạn bảo là thế bây giờ tôi đã chót 40 năm nay không luyện tập rồi thì thôi đúng không ạ? Thì xin thưa, đây là cái bảng số liệu phân tích và cho thấy là gì ạ? Nếu bắt đầu từ tuổi 35 hoặc là 40 chúng ta bắt đầu hoạt động thể lực thì vẫn tốt như thường và nó vẫn làm giảm được các tỷ lệ biến cố, nó làm giảm cả tử vong chung, làm giảm cả tử vong tim mạch. Vì thế nên là bắt đầu chạy, bắt đầu hoạt động thể lực từ tuổi nào cũng được, đúng không ạ? Kể cả chúng ta, như bây giờ chúng ta, nếu chúng ta trước đây chưa làm gì, bây giờ hãy làm đi. Và đấy là để ngăn ngừa các biến cố tử vong do tim mạch hay là tử vong chung. Và chúng ta nhìn thấy so sánh giữa cái lượng thời lượng chúng ta ngồi so với cả thời lượng chúng ta hoạt động thể lực, chúng ta sẽ thấy thế nào. Cho nên là gì ạ? Là tốt nhất là đứng dậy đi ra ngoài tập thể dục, tập chạy, hoặc là gì, đừng đi thang máy, chạy bộ đi trên cầu thang thường cho nó nhanh. Một cái điểm tiếp theo cũng đưa được vào lối sống mà thực sự làm thay đổi tiên lượng của bệnh mạch vành,
đấy là lối sợ là chế độ ăn. Trong đó chúng ta sẽ nhìn thấy ngay cái câu chuyện là làm giảm mỡ, rồi tăng các hoa quả, tăng chất xơ vân vân. Tuy nhiên chúng ta cần phải nghĩ đến và chúng ta cần phải biết đến nó có một tại sao chế độ ăn Địa Trung Hải nhiều cả chất béo không hẳn hoi, có cả gọi là pomas, có cả sữa chua vân vân, đầy đủ chất mỡ trong đấy, mà tại sao tỷ lệ biến cố tim mạch lại thấp? Thành ra là câu chuyện chính vẫn là gì ạ? Là làm giảm cái thành phần mà nó làm tăng oxy hóa sành mạch, và đó chính là cái thành phần gì ạ? Chính là thành phần glucose, vốn chế độ ăn của chúng ta rất nhiều. Người Việt Nam chúng ta là toàn ăn đường là chính, đủ các thể loại tinh bột vào, thành ra là cuối cùng là gì ạ? Là nó sẽ làm gia tăng cái tỷ lệ biến cố. Cho dù chúng ta cứ bảo là chúng ta ít ăn mỡ, nhưng thực ra không phải vì vậy mà chúng ta ít các biến cố tim mạch, bởi vì biến cố tim mạch cấp liên quan đến cái tác động oxy hóa, liên quan đến chuyển hóa đường, và vì thế cho nên là phải hạn chế đường. Chứ còn nếu mà chúng ta có một lối sống như kiểu Địa Trung Hải thì thậm chí chúng ta ăn mỡ nhiều một chút nó vẫn tốt như thường. Tôi còn bỏ một vài slide, nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta muốn đi sâu vào đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy là có thể làm thế nào, có thể nhịn ăn như thế nào để có thể giải quyết được câu chuyện liên quan đến chuyển hóa. Thế thì đấy là những cái thứ mà chúng ta hoàn toàn đơn giản, chúng ta nghĩ rằng chúng ta không có tác dụng gì cả, thậm chí chúng ta không đủ thời gian để tư vấn cho bệnh nhân. Nhưng xin thưa, đấy là những biện pháp làm giảm tử vong ở một bệnh nhân có bệnh mạch vành ổn định mạn tính, trong khi tất cả các thuốc men các bạn chưa chắc làm được chuyện đó. Vậy thì hãy nhớ đến nó. Việc tiếp theo mới là công việc của chúng ta là gì ạ? Là kiểm soát các yếu tố liên quan đến vấn đề bệnh lý, ví dụ như là huyết áp, như là lipid máu, như là đường máu. Và ở đây các số liệu đã cho chúng ta nhìn thấy, nếu chúng ta kiểm soát đầy đủ ít nhất cả ba yếu tố nguy cơ này thì cái tỷ lệ biến cố liên quan mạch vành nó giảm hẳn. Và vì thế ở trên một bệnh nhân có mạch vành, chúng ta phải đi kiểm soát những cái này một cách chặt chẽ. Và kiểm soát như nào? Càng này, hoặc là bảo hiểm có loại này, ngày mai bảo hiểm có loại khác, và nó tạo thành dao động của các yếu tố nguy cơ và nó sẽ làm gia tăng các biến cố liên quan mạch vành. Vậy thì vui lòng hãy kiểm soát đầy đủ, chặt chẽ và ổn định. Trong đó hàng đầu là gì ạ? Chính là kiểm soát mảng xơ vữa bằng kiểm soát LDL cholesterol. Chúng ta hạ càng nhiều càng tốt. Và như chúng ta nhìn thấy, những cái slide nó đã quá quen thuộc của chúng ta, là khi chúng ta kiểm soát như vậy, nếu chúng ta cứ hạ được 1 mmol LDL cholesterol, chúng ta hạ được cỡ khoảng 22% các biến cố liên quan đến bệnh lý mạch vành. Thành ra là chúng ta hãy làm, và sơ đồ cho chúng ta nhìn thấy, nếu chúng ta hạ càng thấp càng tốt, thậm chí đến cái mức là 0,5 mmol trên lít cholesterol vẫn tốt như thường, vẫn không gây ra các biến cố. Vậy thì hãy làm tất cả những thứ gì để có thể hạ được LDL cholesterol xuống càng thấp càng tốt, càng sớm càng tốt, bởi vì như vậy nó mới ngăn ngừa được các biến cố. Và đối với một bệnh nhân đến với chúng ta, trung bình chúng ta phải mất 2 năm bào đi cái mảng xơ vữa trong người bệnh nhân mới trở lại, mới đưa người bệnh nhân đó trở về cái trạng thái bình thường. Thành ra là 2 năm bào mảng xơ vữa bằng LDL cholesterol mới tốt. Thành ra là chúng ta hãy dùng sớm hơn trước khi bệnh nhân có các biến cố đến với chúng ta. Đúng không ạ? Vì sao lại cái câu chuyện mảng xơ vữa nó lại quan trọng đến như vậy? Bởi vì nó là cái cơ chế chính để gây ra hẹp trong lòng mạch. Và bên cạnh những cái cơ chế liên quan đến mảng xơ vữa, nó còn có một cái cơ chế khác là thúc đẩy vôi hóa và làm ổn định. Và nhờ vậy nó làm giảm thiểu cái tỷ lệ xuất hiện các cái biến cố liên quan đến mạch vành cấp. Và đấy là cái vai trò chính của LDL cholesterol, của statin. Và vì thế trong thố những gì mà chúng ta cần phải điều trị cho bệnh nhân mạch vành phải có statin. Tuy nhiên là không phải mọi thứ nó đều dừng lại ở đấy, và chúng ta nó có một khái niệm mà cái đó nó ra ngoài cái bài nói chuyện này, nhưng mà chúng ta cần phải nhớ đến nó. Tức là chúng ta luôn luôn có một cái được gọi là nguy cơ tồn dư. Cho dù chúng ta kiểm soát LDL cholesterol rồi, tại sao trên cùng một bệnh nhân cùng một mức LDL cholesterol mà nguy cơ biến cố lại khác nhau? Nó phụ thuộc vào gì ạ? Phụ thuộc các yếu tố khác. Ví dụ như là có đái đường hay không, có hội chứng chuyển hóa hay không, có rối loạn dung nạp glucose hay không, hay là có các biến cố khác hay không, nó làm cho cái nguy cơ tồn dư ở đó tăng lên. Và chính vì vậy cái câu chuyện kiểm soát LDL cholesterol hoàn toàn là không đủ. Và cái mới nhất là gì ạ? Là chúng ta vừa mới có một cái thử nghiệm được công bố trong ACC năm 2019 cho thấy rằng là ngoài cái câu chuyện LDL cholesterol, chúng ta còn những thứ khác để mà bàn. Ví dụ như là chúng ta hạ triglyceride. Câu chuyện này chúng ta có thể tham dự hội nghị tim mạch học miền Nam, có thể tham dự vào hội nghị tim mạch của Viện Tim Mạch diễn ra vào tháng 11 để chúng ta có những câu trả lời khác, để chúng ta hiểu được về cái món nguy cơ tồn dư. Bên cạnh cái câu chuyện mảng xơ vữa chúng ta có gì ạ? Có câu chuyện huyết áp. Chúng ta cứ nghĩ là ồ, với cả bệnh lý mạch vành thì mảng xơ vữa là quan trọng, chứ huyết áp ít quan trọng. Nhưng thực ra không hẳn là như vậy. Chúng ta sẽ nhìn thấy ngay cái câu chuyện là mảng xơ vữa nó sẽ không tiến triển nếu như huyết áp loanh quanh cái mốc 120-40. Và cái hình ở dưới cho chúng ta nhìn thấy gì ạ? Là chúng ta cần kết hợp giữa việc kiểm soát huyết áp với cả mỡ máu, thì lúc đó chúng ta mới ngăn ngừa được cái mảng xơ vữa. Và chính vì thế nên là đừng quên cái kiểm soát huyết áp trong cái vấn đề phòng ngừa biến cố mạch vành. Và những cái sơ đồ đây là những cái phân tích gộp để cho chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Có rất nhiều nghiên cứu đã trả lời và đã chứng minh một điều: đối với bệnh nhân của chúng ta càng hạ huyết áp
kỹ càng bao nhiêu càng tốt bao nhiêu. Và cái thử nghiệm mới nhất chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Cái phân tích gộp mới nhất, khi chúng ta hạ được huyết áp xuống thấp, chúng ta sẽ thấy cái tỷ lệ nhồi máu cơ tim nó cũng giảm cách đáng kể, giống như tỷ lệ các biến cố tim mạch chính, cỡ khoảng 14-15%. Tuy nhiên là gì ạ? Chúng ta cần làm sao để cái chênh lệch huyết áp nó đừng bị quá, cái huyết áp tâm trương nó đừng bị thấp xuống dưới trên 60, để nó làm giảm thiểu cái thứ máu mạch vành, và đó là cái nguy cơ làm gia tăng biến cố. Còn nếu trên đó thì chúng ta cứ hạ càng mạnh càng tốt, càng kỹ càng tốt, càng ổn định bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Thế thì cái nhánh thứ ba là cái nhánh quan trọng cho vấn đề kiểm soát, mà chúng ta nghĩ rằng là vai trò của bác sĩ chính là kiểm soát đường máu. Nhưng xin thưa với các bạn là gì ạ? Là nếu chúng ta kiểm soát chặt chẽ đường máu, hiệu quả nó chỉ đến trong vòng 8 năm đầu tiên đến 10 năm đầu tiên. Sau 10 năm thực ra tác dụng nó không còn ở đấy nữa. Thành ra là đừng chờ đợi đến khi mà đái đường nó đã muộn, đến với chúng ta đã muộn, và lúc đấy chúng ta mới kiểm soát đường máu. Chúng ta hãy kiểm soát sớm hơn, trước cái thời điểm 8 đến 10 năm đối với những bệnh nhân đái tháo đường type 2, và trên cơ sở đó chúng ta hạ được biến cố. Và chính vì thế chúng ta có rất nhiều những cái thứ thuốc mới mà có thể được lựa chọn ưu tiên. Đặc biệt là khi chúng ta có các bệnh lý liên quan đến xơ vữa thì cái kháng thụ thể LGP1 hoặc là ức chế SGLT2 là những cái thứ thuốc được lựa chọn để nó làm giảm các biến cố liên quan đến mạch vành, cũng như là các biến cố liên quan đến tử vong chung do tim mạch. Thì đấy là một cái nhánh mà chúng ta kiểm soát. Thế thì đấy là những thứ mà chúng ta nói đến việc là gì ạ? Là khi mà chúng ta điều trị nó thực sự cải thiện được, ngăn ngừa được tử vong do tim mạch và các biến cố liên quan đến mạch vành. Ngoài ra những biện pháp nào còn có thể cải thiện tiên lượng của bệnh nhân? Thì đây là cái bảng tổng hợp lại trong cái khuyến cáo của ESC năm 2018 cho chúng ta nhìn thấy là khi chúng ta có các bệnh lý kèm theo, ví dụ có kèm theo tăng huyết áp, có kèm theo suy tim, có kèm theo đái tháo đường, thì liệt kê ra một loạt các biện pháp khác mà có thể làm thay đổi được các cái tiên lượng của người bệnh. Trong đó vẫn nhấn mạnh là gì ạ? Câu chuyện huyết áp, câu chuyện ức chế thụ thể, aspirin vân vân. Thế thì bây giờ thực tế ngoài cái việc thay đổi lối sống và phục hồi chức năng thì có những cái gì, và đến thời điểm này thì có những thay đổi gì? Thì việc đầu tiên là trong năm 2018, cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, nó ra đời hai cái thử nghiệm quan trọng là thử nghiệm ARAV trên 12.000 bệnh nhân, thì cho thấy là gì? Aspirin không có hiệu quả trên dự phòng tiêm phát ở những bệnh nhân có nguy cơ tim mạch trung bình. Bởi vì sao ạ? Nó không làm giảm các biến cố tim mạch nhưng mà là tăng nguy cơ chảy máu. Và đối với cả một cái thậm chí những cái bệnh nhân mà có nguy cơ cao hơn là bệnh nhân đái tháo đường, thì thử nghiệm ASCEND trên 16.000 bệnh nhân cho thấy là gì? Có thể làm giảm tỷ lệ biến cố tim mạch nhưng lại tăng chảy máu, và cuối cùng hai cái tác dụng này nó gần như là bù trừ nhau. Và chính vì thế cho nên là trong cái gọi là cái bản tổng quan đăng trên Lancet năm 2019 cách đây một vài tháng, người ta đưa ra cái bản tổng kết và cho thấy cái vai trò dự phòng tiên phát bệnh tim mạch của aspirin bị giảm đi. Chính vì thế cho nên là đứng trước một bệnh nhân, chúng ta định thường có thói quen là kê aspirin, đặc biệt là khi bệnh nhân không có biến cố, thì xin thưa chúng ta hãy dè dặt suy nghĩ lại câu chuyện đó, bởi vì triệu chứng gây ra của aspirin có thể gì? Giống hệt như triệu chứng mạch vành. Trong khi đó cái hiệu quả dự phòng bệnh lý tiến phát thì lại không rõ, và đồng thời có thể gia tăng nguy cơ chảy máu, nhất là trên những bệnh nhân ở Việt Nam chúng ta với cái tỷ lệ nhiễm Helicobacter lên đến 80% thì nguy cơ xuất huyết nó sẽ rất cao. Và chính vì vậy cho nên chúng ta hãy thận trọng bỏ hoặc là xem xét cái kỹ càng hiệu quả thực sự của aspirin đối với cả câu chuyện dự phòng tiến phát bệnh lý tim mạch. Đây còn là một câu chuyện dài tập nhưng nó là một cái cách nghĩ mới trong năm 2019. Đối với cả câu chuyện biến cố mà đã có rồi, ví dụ bệnh nhân đã có mạch vành rồi, đã có stent rồi, đã có nhồi máu cơ tim, đã có suy tim, đã có tai biến mạch não, thì aspirin lại phải cần. Tuy nhiên thời gian dùng đến bao nhiêu là vừa, thì trong năm 2019 chắc là đến ESC sắp tới chúng ta sẽ nhìn thấy một vài cái thử nghiệm mới để cho biết là chúng ta có được phép làm giảm cái thời gian sử dụng kháng nguyên tập tiểu cầu kép hay không. Và đấy cũng là một câu hỏi đặt ra với cả chúng ta, lúc nào thì một cái bệnh nhân mạch vành cấp nó trở thành thực sự ổn định. Ví dụ trước đây chúng ta coi là 12 tháng, bây giờ liệu sau 1 tháng, sau 3 tháng, sau 6 tháng thì những cái mạch vành cấp đấy nó có thực sự trở thành ổn định hay không? Một cái nhánh thuốc khác mà để làm giảm các cái, để giúp cho cải thiện tiên lượng là gì ạ? Mà chúng ta một cách truyền thống chúng ta thấy là gì? Là ức chế men chuyển. Tuy nhiên nó chỉ rõ bằng chứng ở những người có tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc là rối loạn chức năng thất trái hoặc là suy tim mà thôi. Và nếu chúng ta so sánh giữa câu chuyện ức chế men chuyển với ức chế thụ thể, chúng ta sẽ thấy ngay là gì ạ? Là mặc dù cái tỷ lệ giảm các tỷ lệ biến cố do tim mạch có thể là tương đương, tuy nhiên đối với cả cái nhánh mà để làm giảm các biến cố mạch vành thì ức chế men chuyển là số 1. Vậy thì ở những bệnh nhân nào mà chúng ta đã có ý định dự phòng biến cố tim mạch vành ở người ta thì chúng ta hãy nghĩ đến, hãy sử dụng ức chế men chuyển chứ không phải là ức chế thụ thể. Ức chế thụ thể có thể làm giảm tử vong chung, nhưng nếu thật sự để làm giảm biến cố với động mạch vành thì quan trọng nhất vẫn là gì ạ? Ức chế men chuyển với các phân tích gộp như chúng ta nhìn thấy. Một cái nhánh khác nữa là gì ạ? Là đến thuốc tiếp theo, chạy beta. Chúng ta cứ cho nhắm mắt là gì, bệnh mạch vành phải có chạy beta, thì thực sự chạy beta nó có hiệu quả hay không? Thì câu trả lời là gì ạ? Chạy beta chỉ thực sự cải thiện tiên lượng đối với những bệnh nhân có tiền sử nhồi máu cơ tim mà thôi. Có suy tim, có nhồi máu cơ tim, chạy beta mới cải thiện được tiên lượng. Còn nếu không, xin thưa, không có tác dụng gì về mặt tiên lượng cả.
nó có thể chữa được triệu chứng nhưng nó không giải quyết được vấn đề tiền lượng. Thành ra là chúng ta hãy nhớ về nó để có thể có những lựa chọn khác, chứ không nhất thiết phải là chạy beta rào cản. Đây là một cái bảng phân tích gộp khác dựa trên gọi là matching, tức là dựa trên ghép cặp với data, cho thấy là gì ạ? Là chạy beta sau nhồi máu cơ tim cấp sẽ không cải thiện sống còn nếu không có suy tim. Vậy sau một cái nhồi máu cơ tim cấp xong, nếu chúng ta tái thông mạch vành sớm, suy tim không có, cho chạy beta nó cũng không làm thay đổi cái cục diện của lâm sàng. Và cái đó là cái gì ạ? Thực hành chúng ta nhìn thấy, chúng ta đâu có cho chạy beta nhiều lắm đâu. Và tại sao bệnh nhân vẫn tiến triển ổn? Bởi vì thực ra là nếu chúng ta can thiệp sớm, giải quyết cái gánh nặng suy tim sớm, nó không hiệu quả nhiều. Một cái số liệu khác nữa là liên quan đến câu chuyện chẹn canxi hay chẹn beta trong bệnh mạch vành ổn định. Thì đây là một cái phân tích rất là mới để đánh giá lại trên cái thử nghiệm Clarify trên cỡ khoảng 120.000 bệnh nhân mạch vành ổn định. Chúng ta thấy là gì ạ? Là nếu bệnh nhân mà có sau nhồi máu cơ tim thì chẹn beta giao cảm mới có tác dụng làm cải thiện về mặt tiên lượng. Còn nếu không có suy tim, không có sau nhồi máu thì chẹn beta giao cảm không có tác dụng. Thứ hai là gì ạ? Với chẹn kênh canxi cũng không hề có tác dụng, mà bất kể là bệnh nhân có nhồi máu cơ tim hay là không có nhồi máu cơ tim, tác dụng đây là nói về tác dụng liên quan đến tiền lượng. Như vậy là gì ạ? Đối với cả cái câu chuyện những cái thuốc mà chúng ta có thể sử dụng, chúng ta sẽ thấy statin là bắt buộc, ức chế men chuyển là ok nếu có suy tim, và đối với cả chẹn beta cũng chỉ rõ khi có suy tim mà thôi. Chẹn kênh canxi sẽ không có chỗ đứng nếu mà ở đây khi mà muốn chúng ta muốn cải thiện vấn đề tiền lượng cho những bệnh nhân bệnh mạch vành ổn định. Thế thì bây giờ chúng ta quay trở về những cái chủ đề khác, là cái mà trong cái bảng của ESC đưa ra là liệu chúng ta can thiệp mạch vành chúng ta có cải thiện được cái sống còn của bệnh nhân hay không. Thì trước đây chúng ta có một bảng phân tích là cho thấy là gì ạ? Là nếu chúng ta có cái diện tích máu cơ tim mà nhiều trên 10% thì nó sẽ có lợi. Tuy nhiên chúng ta cần xem xét kỹ một chút là có lợi ở điểm nào, và có lợi đó là có lợi ở biện pháp tái thông mạch vành nào. Thì bình thường chúng ta có hai giải pháp, một giải pháp là can thiệp mạch vành, một giải pháp nữa là gì ạ? Là phẫu thuật bắc cầu nối. Và rõ ràng mỗi một bên nó có những ưu và nhược điểm khác nhau, và chính vì thế chúng ta khi mà chúng ta so sánh thì chúng ta cần phải hiểu rõ xem là cái gì được hưởng lợi như thế nào. Đây là một cái bảng phân tích gộp đánh giá trên những bệnh nhân mạch vành ổn định nhé. Chúng ta xin nhắc lại là đây là bệnh mạch vành ổn định, đánh giá trên gần 100.000 bệnh nhân. Chúng ta so sánh giữa gì ạ? Giữa phẫu thuật bắc cầu nối và can thiệp mạch vành, chúng ta đều thấy là gì ạ? Là cái ưu thế liên quan đến cái câu ưu thế về sống còn hoàn toàn là phẫu thuật, chứ không phải là đặt stent. Can thiệp gần đây ngày càng tốt lên, biến cố ngày càng ít đi, nhưng mà nó cũng chỉ tiệm cận, và nếu mà so sánh với phẫu thuật về mặt sống còn thì vẫn còn thua. Tuy nhiên với quan điểm của những cái bệnh nhân của chúng ta luôn luôn sợ phẫu thuật, rồi phẫu thuật nó đang rất có nhiều vấn đề khiến cho chúng ta dè dặt trong vấn đề chỉ định, nhưng thực ra nếu chúng ta làm đúng làm tốt thì phẫu thuật cho phép tái thông toàn bộ được các cái nhánh của mạch vành, nhờ vậy nó cải thiện được tối đa cái diện thiếu máu cơ tim, và nhờ vậy nó có ưu thế mà sống còn. Thế thì đối với một bệnh nhân mạch vành ổn định, khi chúng ta đặt lên bàn cân, nếu chúng ta cần phải tái thông mạch vành rồi thì chúng ta sẽ lựa chọn tùy theo điểm sanh tắc, tùy theo mức độ gọi là nhạy cảm của bệnh nhân với phẫu thuật, rồi tùy theo mức rồi chức năng thận, rồi thông khí vân vân để chúng ta lựa chọn. Và đây là một cái bảng khác là mới được đưa ra trong 2018 cho phép chúng ta lựa chọn là gì ạ? Là nếu bệnh nhân có tổn thương lan tỏa nhiều thân mạch vành thì ưu tiên luôn luôn là phẫu thuật. Còn ngược lại, kể cả bệnh nhân có bệnh tổn thương ở thân trung nhưng nếu không phải là tổn thương lan tỏa, chúng ta vẫn có thể làm can thiệp với các kỹ thuật mới, với cái stent mới. Còn khi đã tổn thương lan tỏa nhiều nơi thì lúc đó cái ưu thế liên quan đến sống còn chính là phẫu thuật để giúp ích cho người bệnh. Và đây là một cái bảng để cho chúng ta tóm tắt nhìn thấy đây là cái dạng bậc thang để chúng ta tái thông mạch vành như thế nào. Nếu không có bệnh lý mạch vành, đương nhiên chúng ta loại trừ. Nếu như chúng ta có bệnh lý mạch vành nhưng chưa đến mức tắc nghẽn thì chúng ta chỉ điều trị dùng thuốc. Nếu như chúng ta có tổn thương một thân, hai thân thì lúc đó chúng ta điều trị bằng can thiệp. Và khi có tổn thương lan tỏa nhiều thân thì lúc đấy chúng ta sẽ lựa chọn phẫu thuật. Thì đấy là cái bậc thang để tái thông mạch vành dựa vào cái mức độ tổn thương cũng như là cái lựa chọn ưa thích của bệnh nhân. Tuy nhiên, nếu chúng ta xem xét kỹ một chút thì bằng chứng cho thấy là cái can thiệp với bệnh mạch vành ổn định nó không làm giảm nhồi máu cơ tim cấp, cũng không làm giảm sống còn. Trước đây chúng ta có quan điểm thế này: bệnh nhân này hẹp 90% LAD, bệnh mạch vành ổn định, chúng ta đặt stent vào hy vọng sẽ làm giảm nhồi máu cơ tim. Thì xin thưa, tổng kết cho thấy là gì ạ? Cho dù là LAD hay không LAD, can thiệp với bệnh mạch vành ổn định không làm giảm tỷ lệ nhồi máu cơ tim. Thành ra là can thiệp không làm giảm tỷ lệ nhồi máu cơ tim đối với bệnh mạch vành ổn định, nó cũng chẳng cải thiện về mặt sống còn. Thành ra là gì ạ? Là câu chuyện chúng ta cần phải xem xét kỹ một chút là can thiệp thực sự làm gì. Thì cuối cùng thực ra can thiệp chính là gì ạ? Để giải quyết vấn đề đau ngực, nó làm giảm được đau ngực. Hay nói khác đi, can thiệp ở một bệnh mạch vành ổn định nó cũng có tác dụng giống hệt những thuốc mà chúng ta đang làm, như chẹn beta, chẹn kênh canxi, trimetazidine mà thôi. Đấy là những cái thứ mà chúng ta cứ tưởng là
là chúng ta hiểu về bệnh lý mạch vành, nhưng mà số liệu cho chúng ta nhìn thấy câu chuyện mới, hoàn toàn một cái nhìn khác về cái câu chuyện can thiệp đối với cả bệnh mạch ổn định. Vậy can thiệp thực sự đem lại cái gì? Mà vì sao nó lại như vậy? Bởi vì nó có những điểm quan trọng bậc nhất, tức là gì ạ? Là cái hẹp ở giải phẫu nó không tương xứng với cả cái hẹp mặt chức năng. Một cái động mạch vành chúng ta tưởng là hẹp ở trên hình ảnh chụp, nhưng hóa ra về mặt chức năng, tức là đo EPA như thầy Hùng làm, cho thấy là nó không hẹp, thì cái việc can thiệp không đem lại kết quả. Ngược lại, một cái tổn thương khác trông không hẹp nhưng đo lại hẹp ở trên EPA thì chúng ta phải can thiệp, bởi vì lúc đó chúng ta mới làm thay đổi được cục diện cuộc chơi. Thành ra là tại sao cái trường phái ở Hàn Quốc chẳng hạn và ở Nhật Bản thì vô cùng dùng FFA rồi IVUS rất là nhiều để mà khảo sát, để làm xem thực sự cái gánh nặng thiếu máu cơ tim bệnh nhân như thế nào trước khi chúng ta làm can thiệp. Chứ còn không phải là gì ạ, là cứ nhìn một cái mạch vành hẹp là chúng ta làm. Can thiệp thực sự có lợi như thế nào khi diện thiếu máu lớn? Thứ hai là gì ạ, là can thiệp cuối cùng nó sẽ cải thiện được triệu chứng đau ngực của bệnh nhân. Còn triệu chứng đau ngực này nó có dẫn đến biến cố hay không thì kết quả cho thấy là gì ạ, là không dẫn, không phải là vì giảm đau ngực mà làm giảm được biến cố. Không phải như vậy. Muốn làm giảm được biến cố thực sự cuối cùng vẫn phải là kiểm soát yếu tố nguy cơ và điều trị bằng thuốc. Còn câu chuyện can thiệp ABC vân vân là để chúng ta làm giảm bớt được cái gánh nặng về vấn đề triệu chứng học và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân mà thôi. Chưa kể là gì ạ, là can thiệp xong chúng ta sẽ để lại hàng một loạt những vấn đề khác liên quan đến mảng sơ vữa tân sinh, liên quan đến các biến cố muộn của đặt stent. Và chính vì thế cho nên là can thiệp xong không phải mọi thứ nó sẽ dừng lại đấy, mà còn nhiều việc khác nữa. Và vì thế nếu chúng ta đọc lại tất cả các khuyến cáo của châu Âu, của Hoa Kỳ, của Anh chẳng hạn, kể cả cái bài báo mới nhất năm 2019 đưa ra, người ta cũng yêu cầu là trước khi tái thông mạch vành phải điều trị tối ưu bằng đau thắt ngực. Người ta đề hẳn là như vậy, mà chúng ta đôi khi chúng ta nhìn không rõ, chúng ta chỉ cứ bảo là bệnh nhân này đã điều trị nội khoa ổn định nhưng không đỡ, cho nên là phải đi tái thông mạch vành. Nhưng xin thưa là liệu chúng ta đã điều trị tối ưu hay chưa thì lại là một câu hỏi để ngỏ. Thế làm thế nào để điều trị tối ưu? Thì có việc đầu tiên là thay đổi lối sống. Thứ hai là gì ạ? Là bắt đầu sử dụng các cái thuốc chọn đầu tay và chọn thứ hai. Và chọn đầu tay là gì? Chạy beta giao cảm, chạy kênh canxi. Chọn thứ hai là gì? Là ibaradin, là clinidine, là các thuốc khác. Thì liệu có đúng như vậy không? Điểm thứ nhất, điều trị nội khoa tối ưu là vô cùng quan trọng, bởi vì nó làm giảm tử vong, thậm chí còn tốt hơn bất kỳ chiến lược tái thông nào, cho dù là can thiệp về phẫu thuật. Số liệu cho thấy là gì? Điều trị nội khoa tối ưu giảm 36% tử vong trong 5 năm. Trong khi đó tái thông mạch vành dù là stent hay là bắc cầu nối chỉ giảm được có 26%. Thành ra là điều trị tối ưu là vấn đề vô cùng quan trọng. Cái điều trị như thế nào được gọi là tối ưu? Thì nó căn cứ vào triệu chứng, và đây là cái khuyến cáo của ACC năm 2012, đây là cái khuyến cáo của ESC năm 2013, đưa ra một bảng có đầy đủ các thứ thuốc khác nhau về làm giảm triệu chứng và chữa đau ngực. Nhưng người ta chia trong cái bảng, người ta chọn những thứ thuốc đầu tay, người ta chọn các thứ thuốc đang thử nghiệm khác với rất nhiều các cơ chế, hoặc là giảm nhịp tim, hoặc là để giãn cơ, hoặc để tăng cái chuyển hóa trong tế bào cơ tim như tramadol, hoặc là có nhiều cơ chế tác động khác nhau. Nhưng tại sao chúng ta lại sắp xếp thế này, và tại sao lại có thứ thuốc số 1 và số 2? Thì không hẳn là như vậy. Chúng ta điểm qua số liệu một chút, chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Những cái thứ thuốc thứ hai mà chúng ta thường ít đến thì ibaradin, ức chế kênh F, làm giảm các biến cố. Đối với cả thử nghiệm associate thì có thể làm cải thiện được cái thời gian gắng sức. Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy là gì ạ? Là có thể được cải thiện được cái thời gian gắng sức và làm giảm đau thắt ngực. Tuy nhiên là nếu điều trị không ổn sau 3 tháng, có thể sẽ đổi mô hình và chuyển đổi cái khác. Và kết quả của câu chuyện ibaradin ngoài bên cạnh chữa đau ngực, nếu nó tác dụng sống còn thì cũng phải là ở trên bệnh nhân có suy tim giống hệt như chạy beta. Thành ra là câu chuyện những cái thuốc mà ức chế làm giảm nhịp tim thì chỉ có hiệu quả khi bệnh nhân có suy tim mà thôi. Nhánh thứ hai, các thuốc tác động đến chuyển hóa, chúng ta có nhìn thấy 1, 2, 3, 4, 5, 5 loại khác nhau với rất nhiều các thứ thuốc đang thử nghiệm, đang xét nghiệm vân vân. Thì có những cái gì đang được đưa ra? Ranolazine, tác động đến chuyển hóa, có thể có tác dụng, cải thiện thời gian, gắng sức, giảm triệu chứng đau thắt ngực. Nicoradin, trong thử nghiệm mới nhất đang trên lăng xét, có một thử nghiệm lâm sàng, làm giảm cái thời gian là bệnh nhân mà có triệu chứng đau ngực, như vậy là có thể cải thiện triệu chứng của bệnh nhân. Rimetazidine cũng tác động đến hệ thống chuyển hóa, cải thiện và cung cấp được cái năng lượng cho tế bào oxy cơ tim. Và vì thế cho nên là gì ạ? Tế bào hoạt động tốt hơn và tác dụng có thể hiện trên cả những bệnh nhân suy tim, không suy tim, đái đường, không đái đường, nhiều thân, không nhiều thân. Và thậm chí người ta còn bảo là có những cái thứ thuốc khác, không có thuốc nào có thể đủ bằng chứng trong cái câu chuyện là gì ạ? Là cung cấp năng lượng cho tế bào giống như là trimetazidine. Vậy thì tại sao lại có thứ thuốc số 1 và thuốc số 2? Tác giả Ferrari R đấy là người chắc là sẽ là người chấp bút để đưa ra cái khuyến cáo đau thắt ngực mới trong năm 2019. Nói thẳng luôn, chúng ta chưa hề có một thử nghiệm lâm sàng nào đủ lớn để đánh giá hiệu quả của thuốc này so với thuốc kia. Tất
tất cả những thuốc đau ngực được gọi là số 1 hay số 2 thì chỉ đều là gì? Chỉ đều dựa vào niềm tin là chính. Các bạn nhìn thấy không ạ? Guideline draw conclusion not from evidence but from belief. Toàn dựa trên niềm tin là chính. Những gì chúng ta đã có, đã hiểu trước nay thì chúng ta đặt ra cái thuốc số 1 và số 2 mà thôi. Vì thế, để mà điều trị cho nó ổn định, để mà điều trị bệnh nhân cho nó hiệu quả, chúng ta phải dựa vào những tác động thực sự. Và đây là cái bảng tổng kết ông ấy đưa ra. Các thứ thuốc làm giảm đau ngực, cái gì làm giảm nhịp tim, cái gì làm giảm được huyết áp, làm giảm sức cản ngoại vi, cái gì làm giảm được triệu chứng, có cải thiện lâm sàng hay không, và bên cạnh là khuyến cáo như thế nào, thì chúng ta mới nhìn thấy ngay rằng những thứ thuốc mà chúng ta đang dùng nó có rất nhiều những cái chi tiết khác nhau về tác dụng dược lý. Và đôi khi chúng ta cứ nói giống như bảo là cái này là đại bổ như kiểu vitamin cho tim, không phải như vậy. Mỗi một thứ thuốc nó đều có một tác dụng và một khâu nhất định, và nó sẽ giúp trong cái quá trình điều trị của chúng ta. Vậy thì điều trị như thế nào? Mỗi một thứ khi chúng ta lựa chọn gì, chúng ta sẽ lựa chọn thứ nhất là theo cái bệnh lý kèm theo. Ví dụ bệnh nhân trước đây có nhồi máu cơ tim, bệnh nhân trước đây có suy tim thì chúng ta gì ạ? Ưu tiên chạy beta. Bệnh nhân trước đây mà có tăng huyết áp không kiểm soát được, chúng ta ưu tiên chạy kênh canxi. Hoặc là có tính chất co thắt, chúng ta ưu tiên chạy kênh canxi. Còn khi nào bệnh nhân vẫn còn có đau thắt ngực nữa thì chúng ta bắt đầu đi xuống dòng xuống dưới. Thì đây là một cái giải pháp người ta đưa ra, tức là lựa chọn các thuốc đau thắt ngực dựa trên các bệnh lý kèm theo, rồi phối hợp thêm với cả tái thông cơ tim nếu mà chúng ta không còn. Hoặc là gì ạ? Hoặc là chúng ta phối hợp chéo giống như cái câu chuyện phối hợp huyết áp. Chúng ta nhìn thấy có ba loại đường phối hợp, một đường màu xanh lá cây chúng ta có thể phối hợp tự do, một đường đỏ chúng ta không nên phối hợp, và một đường màu xanh da trời là chúng ta có thể chấp nhận cái dạng phối hợp đó. Và chúng ta sẽ thấy không còn là thuốc số 1 hay số 2 nữa, mà tất cả các thuốc này đều có thể lựa chọn chung với nhau hỗn loạn để có thể gì ạ? Để điều trị đau thắt ngực, bởi vì nó không có bằng chứng rõ ràng là thuốc nào hơn thuốc nào. Và chính vì thế cho nên là người ta đưa ra một cái mô hình mới được gọi là mô hình kim cương, trong đó đưa ra các cái tình trạng khác nhau, các cái cơ chế liên quan đến thiếu máu cơ tim, và tùy theo từng cơ chế khác nhau đó chúng ta sẽ lựa chọn cái phác đồ phối hợp. Và cái phác đồ đó được cái màu xanh da trời đấy ạ, thì gọi là prefer, tức là cái màu mà chúng ta ưa chọn. Ví dụ nếu như bệnh nhân mà có nhịp tim cao mà trên 70 thì ưa chuộng sẽ là gì? Là chạy beta, có thể là verapamil, có thể là diltiazem, có thể là ivermectin, và chúng ta lựa chọn một trong những thứ thuốc đó bất kể đấy là cái gì. Còn tất nhiên nếu như bệnh nhân có suy tim, chúng ta ưu tiên cái gì ạ? Chạy beta giao cảm, ivermectin. Nếu bệnh nhân có tụt huyết áp, chúng ta ưu tiên cái gì ạ? Chúng ta ưu tiên các thuốc trên tác động đến chuyển hóa. Thì đấy là những cái thứ mà chúng ta có thể lựa chọn khác nhau, và đó là cái cách mà để lựa chọn các thuốc đau thắt ngực trong 2018. Thế thì trong khi mà chúng ta kiểm soát như vậy thì chúng ta cần phải có một thứ kiểm soát quan trọng và một cái đích cần hướng tới, đó chính là đích về nhịp tim. Và đối với bệnh mạch phải ổn định thì người ta thấy là gì ạ? Tỷ lệ tử vong nó sẽ thấp nhất ở cái nhịp tim nó loanh quanh từ 55 đến 65, và đấy chính là cái ngưỡng chúng ta cần đạt được nếu chúng ta sử dụng các thuốc chữa đau ngực. Cho dù đây là chạy kênh canxi, chạy beta giao cảm, ivermectin, thì đấy là cái ngưỡng chúng ta cần đạt. Và nếu một thuốc này không được mà đã có tác dụng phụ thì chúng ta phối hợp thuốc giống hệt khi chúng ta là kiểm soát câu chuyện huyết áp. Thế thì đấy là cái thứ để mà chúng ta suy nghĩ. Và nếu chúng ta có ý định điều trị đau thắt ngực thì chúng ta cần phải tính trên ba khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là can thiệp vào cái nguồn cung, khía cạnh thứ hai là can thiệp vào làm giảm cái cầu của cơ tim, và can thiệp thứ ba là vào cái tác động ở trên tầng để mà tăng cái hiệu quả sử dụng. Thì đây là cái bậc thang, trong đó chúng ta thấy phù hợp đủ các thứ với nhau. Nó giống như cái tam giác vàng trong điều trị huyết áp. Bây giờ chúng ta có một thứ là tam giác vàng trong điều trị đau thắt ngực. Thì đấy là cái phần để đi đến cái phần kết luận. Chúng ta có thể thấy là gì ạ? Đối với cả cái câu chuyện đau thắt ngực ổn định, năm nay chúng ta có thể có những khái niệm mới ra đời, có những cơ chế mới ra đời, có những cách tiếp cận mới ra đời. Tuy nhiên, vấn đề chúng ta vẫn thống nhất với các cái bằng chứng đến thời điểm hiện tại, đó là điều trị nó quá tích cực, và lượng giá lựa chọn cái biện pháp để mà tái thông mạch vành bằng đánh giá cái gánh nặng thiếu máu cơ tim, nó mới là cái biện pháp điều trị cho cái bệnh, cho bệnh nhân bệnh vành ổn định. Và đây là cái bậc thang điều trị đau thắt ngực tôi rất là ưa thích, giống như là bậc thang chúng ta điều trị suy tim. Có rất nhiều các biện pháp từ thấp lên cao, hiệu quả nó cứ giảm dần, nhưng khi những bệnh nhân đã có các tác động khác nhau, chúng ta cần phải lựa chọn các biện pháp điều trị khác nhau. Để đến kết luận, chúng ta thấy là gì ạ? Trước năm 2019, bệnh mạch vành nó xoay quanh cái mạc sơ vữa ổn định hay không ổn định. Mọi thứ đều loay quanh việc đó. Năm 2019 có thể chúng ta sẽ nhìn thấy cái khác. Chúng ta làm gì thì làm, nhưng lượng giá triệu chứng, mức độ thiếu máu cơ tim mới là cái cách để cho chúng ta tiếp cận toàn thể. Và trong thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ rằng hai vấn đề quan trọng nhất đối với bệnh mạch vành ổn định đó là ổn định mạc sơ vữa và phối hợp hợp lý các thuốc chữa đau thắt ngực theo cái kiểu hình kim cương hay là hình gì đấy, để chúng ta có thể phối hợp nhiều loại thuốc với nhau, và lúc đó chúng ta mới có thể kiểm soát được cái cân bằng giữa cung và cầu oxy cơ tim. Chúng ta còn nhiều thứ để mà trao đổi nữa.
để hy vọng rằng chúng ta sẽ còn nhiều thứ khác nằm đằng sau. Ví dụ đánh giá các bệnh cảnh đau ngực mà không hẹp đáng kể mạch vành nhưng bị ở hệ thống vi mạch thì như thế nào. Thứ hai, một câu hỏi vô cùng quan trọng đặt ra, đau thắt ngực có phải là chỉ điểm tin cậy cho thiếu máu cơ tim hay không? Chúng ta cứ bảo đau ngực là cái dấu hiệu báo hiệu của thiếu máu cơ tim, có phải hay không? Có phải làm chỉ tiêu đáng cần quan tâm hay không? Chúng ta không biết. Thứ ba là chuyển tiếp thế nào giữa đau ngực ổn định và không ổn định, đến lúc nào chúng ta biến một cái đau ngực ổn định trở thành được coi là không ổn định và ngược lại. Và cuối cùng, khi tất cả những gì chúng ta đã làm thì thất bại, làm gì tiếp thì chúng ta sẽ còn có nhiều cái thứ nữa. Và chúng ta sẽ tôi sẽ kết thúc cái bài phần trình bày của mình ở đây để chúng ta dành thời gian làm việc khác, và hy vọng rằng chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội gặp lại để chúng ta trả lời các cái câu hỏi mà trước đây chúng ta vẫn còn đang bàn thảo. Xin nhường mời giáo sư Hùng. Kết quả thông báo là không bạn nào được giải cả vì chúng ta chẳng ai qua bán cả. Nhưng mà tôi cũng phải xin lỗi luôn, bởi vì là khi mà ra một cái đề thi hoặc là ra bất kể một cái gì mà cái mức độ của nó khó quá mà không phân loại được thì đấy là lỗi của người ra đề thi và của ban giám khảo, thì tôi cũng xin nhận lỗi. Nhưng mà chúng tôi cũng xin là các bạn sẽ phải được thi lại vào một cái dịp tới với cái mức độ nó sẽ hơn. Và sau đây thì chúng tôi xin nhường lại cái diễn đàn này.